Trước đây ta chưa từng nghe qua loại thủ đoạn này, hắc phong hải vực này là chỗ vắng vẻ, lục mỗ cô lậu quả văn rồi. Lục quân đối mặt người tới, vẻ uy nghiêm trên mặt lập tức giảm đi, lại nhiều hơn một tia cung kính. Bí pháp như thế ở bên ngoài cũng không dễ gặp, không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà có thể gặp được. Trung niên nam tử mày kiếm nói ra, có phải là người thanh vũ đảo không? Lão giả áo bào đen bên cạnh nói ra, hẳn không phải, ta cùng thanh vũ chân nhân tranh đấu gay gắt nhiều năm như thế, Hắn cũng không có loại thần thông này, nếu không thì những năm qua cũng không thái bình như thế rồi. Ta đoán chừng là tu sĩ nào đó truyền tống từ bên ngoài vào hôm nay gây nên a." À. Lục Quân trầm ngâm nói, hy vọng người này cùng Thanh Vũ Đảo không có quan hệ gì, chỉ là đến Hắc Phong Hải vực du lịch thôi. Lão giả áo đen nghe vậy, gật đầu nói, "Mặc kệ nói thế nào, người này cũng không phải là người phe ta. Có người có thể tùy ý xuyên qua cấm chế hộ thành, Trung quy không phải chuyện tốt gì." Lông mày lục quân cao lại nói, lục đảo chủ không cần lo ngại, ta ở đây vừa vặn có một bộ cấm chế ẩn chứa không gian chi lực, trừ đạo hữu tăng thêm vào trong đại trận hộ thành là được. Trung niên mày kiếm nói xong, lật tay lấy ra một trận bàn màu bạc, đưa cho lão giả áo đen. Lão giả áo đen cảm nhận được trong đó phát ra một cỗ chấn động không gian chi lực nhẹ nhẹ, con mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận bộ khí cụ bầy trận này, dò xét không ngừng. Như thế, đa tạ phùng đạo hữu rồi, sắc mặt lục quân vui vẻ, chắp tay nói ra, những việc này đều là việc nhỏ, không cần để ý tới. Liên quan đến chuyện kia, người đã làm như thế nào rồi? Trung niên họ phùng đổi chủ để hỏi, từ khi nhận được tin tức, ta lập tức phái người tăng cường phòng hộ, quyết không để cho những người thanh vũ đảo kia mảy may nhúng vào. Lục quân trầm giọng nói ra, người thanh vũ đảo không đáng nhắc đến, mấu chốt vẫn là luân hồi điện, nếu phía sau thanh vũ đảo thực sự là luân hồi điện tham gia thì phiền toái rồi. Chúng ta không được khinh thường chút nào. Trung niên họ Phùng nghiêm nghị nói ra, Phùng đạo hữu yên tâm, lục quân gật đầu nói. Trung niên họ Phùng ừ một tiếng, lại dặn dò vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Người này một bộ tư thái từ trên cao nhìn xuống, hai người lục quân từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ bất mãn chút nào, tựa hồ đây hết thảy là điều bình thường. Đạo chủ, nơi này có một mình ta trông coi là được rồi, hay là ngài về trước nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Lão giả áo đen nói ra, lục quân lắc đầu, nhìn ngọc đài màu xanh ra trời, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Ngài đang lo lắng cho vô tình tiểu thư, lông mày lão giả áo đen nhíu lại, hỏi, ai, lần này vô tình rời đảo, ta thực sự có chút bận tâm. Lục quân thở dài, nói ra, vô tình tiểu thư cũng là muốn giảm bớt lo lắng cho ngài, hơn nữa lưu lan đảo cách hắc phong đảo không xa, những năm này tu vi tiểu thư tiến nhanh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão giả áo đen cười nói, lục quân nghe nói vậy, tựa hồ an tâm thêm vài phần, gật đầu nhẹ, một chỗ vùng biển cách hắc phong đảo hơn 10 vạn dặm hư không bỗng nhiên hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện lập tức ngưng tụ thành một kim sắc lôi trận bên trong lôi trận điện mang đan vào nhau thân ảnh hàn lập hiển hiện ra hắn hít sâu một hơi mùi vị mặn của gió biển trước mặt sắc mặt cũng theo đó giãn ra vài phần hắn không có dừng lại lâu sau một lát định thần liền lật tay lấy ra một khối ngọc giản dán lên trán chính là địa đồ hắc phong hải vực mà hắn mua sắm hồi trước sau nửa ngày hắn thu lại ngọc giản sau đó thân hình nhoáng một cái phi độn về hướng xa. Căn cứ tin tức lấy được trước đây, phiến khu vực gần Hắc Phong đảo hôm nay cũng không an bình như vậy, tuy dùng tu vi Hàn Lập ngày hôm nay tự nhiên không cần lo lắng gì, nhưng hắn vẫn tận khả năng bảo trì khiêm tốn, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp thân hình, phi hành cũng không nhanh. Một đêm trôi qua rất nhanh, chân trời phía đông dần dần sáng lên, một vòng mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, mặt biển hiện ra vô số kim lân, xinh đẹp dị thường. Lại nói tiếp, Hắc phong hải vực này là điểm dừng chân đầu tiên sau khi Hàn Lập trở lại tiên giới, cho nên đối với hắn nơi đây mang theo vài phần tình cảm đặc thù, phảng phất như nơi này là cố hương ở tiên giới của hắn, bởi vậy cảnh sắc mặt trời mọc bình thường này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đặc biệt. Nhưng ngay lúc này, hai hàng lông mày của hắn nhảy lên một chút, quay đầu nhìn về một hướng, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lúc này ngừng độn quang lại. Bởi vì dưới sự cảm ứng của thần thức hắn, mấy nghìn dặm phía bên kia có linh khí chấn động kịch liệt, tựa hồ có hai phương tu sĩ thực lực không kém đang tranh đấu. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn thúc giục độn quang bay nhanh về hướng đó. Bất quá trong lúc phi độn, thân hình hắn chậm rãi trở nên trong suốt, thanh sắc quang mang trên người cũng biến mất vô tung, cả người biến thành một đạo ảnh nhạt không thể thấy bóng dáng. Dùng độn tốc của Hàn Lập hôm nay, khoảng cách mấy nghìn dặm thoáng cái đã qua, đã đến phụ cận hai nhóm người. Thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp ẩn nấp trong một đám mây trắng ở giữa không trung, sau đó nhìn xuống phía dưới chỉ thấy mặt biển phía dưới nhấc lên sóng gió động trời, đặc biệt linh quang trùng thiên mà đi, thanh âm bạo liệt nổ vang liên miên không dứt. Ở bên trong song phương tu sĩ, có một phương mặc phục sức hắc phong đảo, có 5 người, trong đó có hai gã đại thừa kỳ, ba gã hợp thể kỳ. Trong đó có một tu sĩ đại thừa kỳ là một thiếu nữ ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt như vẽ, sử dụng một cây quạt lông vũ màu xanh, lúc vỗ thỉnh thoảng nhấc lên một cỗ thanh sắc cuồng phong. Một tu sĩ đại thừa kỳ khác là một trung niên mặt vàng, có chút xanh sao vàng vọt, Đỉnh đầu lơ lửng một tấm gương màu xanh da trời, thỉnh thoảng từ đó bắn ra từng đạo cột sáng màu xanh da trời vừa thô vừa to. Ba gã tu sĩ hợp thể kỳ kia chủ yếu vây quanh thiếu nữ, từng người khu động pháp bảo, bộ dạng như muốn bảo vệ nàng. Cùng rằng có với những tu sĩ Hắc Phong đảo này là hai gã tu sĩ mặc áo xanh. Bên Hắc Phong đảo tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng giờ phút này lại tuyệt đối rơi vào hạ phong, bởi vì trong hai người Thanh Vũ đảo có một gã đại hán đầu chọc đầu sinh bướu thịt, rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên cảnh giờ phút này trước người gã lơ lửng một đại phiên đen kịt trên mặt phiên là một đồ án thần linh màu đen thoạt nhìn rất giống lôi thần trong truyền thuyết hai tay gã véo động pháp quyết từng đạo hắc sắc lôi điện từ trên đại phiên màu đen hiển hiện ra khuếch tán ra chung quanh hình thành một mảnh lôi hải màu đen từng đạo hắc sắc lôi điện vừa thô vừa to từ trong lôi hải bắn ra đơn giản đánh tan công kích của những người hắc phong đảo hơn nữa bước năm người đối phương liên tục lui về sau tên còn lại bên cạnh gã thoạt nhìn tóc trắng xóa phía dưới cầm mọc ra một tròm dâu dê, trên người toát ra khí tức đại thừa kỳ. Lão giả khu động hai cây pháp bảo trường thương màu vàng, hóa thành hai con thổ long màu vàng, phun ra từng đoàn từng đoàn quang cầu ma bàn màu vàng đất, từ bên cạnh phụ trợ gã đại hán đầu chọc. Ánh mắt hàn lập nhìn thiếu nữ kia, trong ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Nàng này không ai khác, chính là lục vô tình, là con gái hắc phong đảo chủ mà hắn từng gặp mặt một lần. Lục đại tiểu thư, không thể tưởng được ngươi là người thừa kế duy nhất hắc phong đảo, lại dám ly khai hắc phong đảo. Ta tự hỏi là gan ngươi lớn hay là không biết sống chết đây. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh liên tục, hai tay bấm một cái pháp quyết. ầm ầm, hào quang lôi hải quanh người gã đột nhiên tăng lên, từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ đó bắn ra, nhanh chóng ngưng tụ với nhau, lóe lên hóa thành năm đầu lôi xà cực lớn dài chừng 10 trượng, lắc đầu vẫy đuôi đánh tới năm người. Lục Phú Tình biến sắc, quát lên một tiếng, quạt lông màu xanh bắn ngược bay trở về trong tay của nàng, linh quang trên quạt lông đại phóng, mặt trên mỗi một cây lông vũ đột nhiên mở ra. Tiếng thét nổi lên, một cỗ vòi rồng màu xanh đậm từ bên trong quạt lông chen trúc chui ra, bao phủ năm đầu lôi xà cực lớn vào trong. Bên trong vòi rồng khổng lồ mơ hồ có thể thấy vô số quang tia màu xanh, lôi xà bị vòi rồng màu xanh bao lại, động tác lập tức chậm chạp hơn nhiều. Trung niên mặt vàng ở bên vội bấm niệm pháp quyết, tấm gương màu xanh ra trời trước người đột nhiên tỏa sáng hào quang, chướng lớn đến tầm hơn 10 trượng một cột sáng màu xanh ra trời vừa thô vừa to phun ra, bao bốn đầu lôi xà lại, hàn khí ngập trời từ bên trong cột sáng màu xanh ra trời tán phát ra. Lộng lộng, ánh sáng màu lam lóe lên, cột sáng hóa thành một tòa băng sơn cự đại màu xanh ra trời, đồng kết lại bốn đầu lôi xà vào bên trong. Vũ tình tiểu thư, đi mau, chúng ta ngăn chặn người này. Nam tử mặt vàng thấy tình hình này, hướng lục vũ tình quát to. Đồng thời tay y đột nhiên bấm niệm pháp quyết, hào quang trên tấm gương màu xanh ra trời chấp liên tục, phun ra từng cột sáng màu xanh ra trời vừa thô vừa to, đánh tới hai người đối diện. Mặt khác ba gã tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng lộ vẻ kiên quyết, điên cuồng thúc giục pháp bảo, công tới phía hai người thanh vũ đảo. Ánh mắt lục vũ tình lộ ra vẻ trần trừ, đột nhiên cắn răng một cái, thân hình khẽ chuyển, hóa thành một đạo thanh sắc độn quang trốn về phía xa. Hừ, còn muốn đi, gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, tay biến đổi pháp quyết. Lôi quang trên người năm đầu lôi xà bên trong băng sơn sáng ngời, đột nhiên nổ ra, hóa thành từng đạo lôi điện vừa thô vừa to, đơn giản xé rách băng sơn màu xanh ra trời. Sau khi xé rách băng sơn màu xanh ra trời, hắc sắc lôi điện không ngừng chút nào, đan vào thành một tấm lưới lôi điện lớn, nhanh chóng bao mấy người nam tử mặt vàng lại. Xoẹt á, mấy người bị lôi võng bao lại, từng đạo hồ quang điện chạy qua người bọn họ, toàn thân lập tức bị điện giật cháy đen một mảnh. Lão giả dâu dê thừa dịp gã đại hán đầu chọc vây khốn bốn người, thân hình lập tức hóa thành một đạo hoàng mang, mau chóng đuổi theo hướng lục vũ tình chương 352, bại lộ thân phận, dưới sự bao phủ của lưới hắc sắc lôi điện, bốn gã tu sĩ trung niên mặt vàng hắc phong đảo ra sức giấy ruộng trói buộc, nhưng thân thể lại như tiểu trùng bị mạng nhện bao lại, dính chặt trên lưới điện, không cách nào thoát ra được. Gã đại hán đầu chọc cười giữ tợn một tiếng, tay điểm vào hư không một cái. Đại phiên màu đen trên đỉnh đầu tăng lên, bốn cột sáng lôi điện to cỡ thùng nước bắn ra chói mắt, lóe lên oanh kích lên thân bốn người. Xoẹt, Pháp bảo hộ thể trên người ba gã tu sĩ hợp thể kỳ vỡ vụn như giấy, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thì thân thể đã biến thành cho tàn. Trung niên mặt vàng tuy có tu vi cao hơn ba người kia một chút, nhưng bị cột sáng lôi điện trực tiếp xuyên thủng thân thể, tiếp theo phanh một tiếng, thân thể bị nổ thành hai đoạn. Bất quá tàn thể của gã cũng mượn cơ hội này giấy rụa thoát khỏi lưới điện, rồi đột nhiên bộc phát ra mảng lớn huyết quang, bao trùm hai đoạn thi thể, hóa thành một đoàn huyết quang, nhanh chóng phi độn trốn về một hướng khác. Đồng tử trong hai mắt gã đại hán đầu chọc co rụt lại, một tay biến đổi pháp quyết. Vù vù, hắc sắc lôi điện bên ngoài đại phiên đột nhiên sáng lên, đón do biến lớn lên, dài ra trăm nghìn lần, mau chóng đuổi theo huyết quang kia, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong thời gian ngắn liền chặn phía trước huyết quang. Tiếp đó hắc phiên xoay tròn nhanh một cái, rồi quấn lấy huyết quang. Suy suy, mảng lớn hắc sắc điện quang trói mắt từ mặt phiên hiển hiện ra, thoáng cái bao trùm huyết quang lại. Theo đó tiếng kêu gào thảm thiết liền im bật lại, đoàn huyết quang kia trực tiếp bạo liệt ra, biến thành cho tàn. Quá trình miêu tả nghe như phức tạp, kỳ thực diễn ra chỉ mấy hơi thở mà thôi. Tay gã đại hán đầu chọc khẽ vẫy, hào quang hắc phiên lóe lên khôi phục bộ dạng lúc trước, lóe lên rồi bay đến trước người gã, đồng thời gã quay người nhìn lại hướng lục vũ tình bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn này, mặc dù độn tốc của lục vũ tình không chậm, nhưng cũng không thể bay quá xa, lão giả dâu dê vẫn không có đuổi theo. Gã đại hán đầu chọc thấy vậy, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc sắc điện mang, nhanh chóng đuổi theo phía lục vũ tình bỏ chạy. Lục vũ tình mặc dù chạy nhanh, nhưng so với một tu sĩ chân tiên cảnh như gã thì tranh lệch cả một đại cảnh giới, tranh lệch quá lớn, trước sau bất quá mười mấy hơi thở, hắc sắc điện quang đã đuổi kịp lục vũ tình. Hừ, chỉ là một tu sĩ đại thừa kỳ, cũng cho rằng có thể chạy thoát khỏi tay bản tôn. Thật là nực cười, bên trong hắc sắc điện quang vang lên một tiếng cười lạnh. Sau một khắc, một cự trưởng hắc sắc lôi điện lớn gần một mẫu từ lăng không thò ra, chảo xuống phía lục vũ tình. Bàn tay khổng lồ chưa đến, một cỗ uy áp đáng sợ đã ép xuống, nhấc lên một cỗ cuồng phong. Thân hình lục vũ tình bên trong cuồng phong quay tròn loạn chuyển, không cách nào khống chế được thân thể. Trên mặt nàng hiện ra vẻ kinh hoàng, hào quang quạt lông màu xanh trong tay tỏa sáng, phồng lớn lên gấp bội, mặt ngoài lông vũ dựng thẳng đứng, tản mát ra một cỗ uy thế không gì sánh kịp, hung hăng phóng lên đỉnh đầu đón đỡ phần phật, một đạo lốc xoáy màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, đạo lốc xoáy này như ngưng động thực chất, phát ra làm cho người ta sợ hãi, càng lộ ra một ít chấn động pháp tắc, vậy mà thoáng một phát chống đỡ được cự trưởng lôi điện. Ô huyền thiên chi bảo, giữa không trung dần hiện ra thân ảnh gã đại hán đầu chọc, mặt gã lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, một trưởng từ hư không đánh ra. ầm ầm cự trưởng hắc sắc lôi điện đột nhiên tỏa sáng hào quang, phồng lớn lên gấp bội, ở bên trong hào quang hiện ra rất nhiều phù văn hắc sắc lôi điện, cũng tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc chi lực. Phanh, lốc xoáy màu xanh lập tức bị đè sập sụp đổ, cự trưởng lôi điện tiếp tục trào xuống, không khí phía dưới phảng phất như biến thành thực chất. Lục phú Tình cảm thấy hư không bốn phía siết chặt, muốn lần nữa giãy dụa trói buộc, lại không thể động đậy chút nào, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Mắt thấy cự trưởng sắp đánh xuống, dị biến nổi lên. Một chỗ hư không bên cạnh cự trưởng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, tiếp theo một đạo thanh sắc quỷ mị lóe lên rồi biến mất. Một màn quỷ dị xuất hiện, cự trưởng lôi điện không hề báo trước đột nhiên ngừng ở giữa không trung, sau đó đột nhiên bạo liệt ra, hóa thành vô số lôi quang, tiêu tán ra khắp nơi. Thân thể lục vũ tình lập tức khôi phục tự do, không những ngạc nhiên còn vui mừng quá đỗi, thân hình lập tức bắn ra, lóe lên xuất hiện bên ngoài mấy nghìn trường. Nàng không thừa cơ hội này ly khai, một đôi mắt đẹp quét qua chung quanh. Người nào lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Gã đại hán đầu chọc gầm lên giận dữ, con mắt không ngừng đảo xung quanh. Lão giả dâu dê giờ phút này cũng bay tới, chứng kiến một màn này, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình vội vàng nhoáng một cái bay đến bên cạnh gã đại hán đầu chọc, đồng dạng thả ra thần thức quét qua khắp nơi. Trung quanh trời sáng khí trong, không có động tĩnh chút nào. Hừ, có thể phá giải một kích đại thủ ấn này của ta, chắc hẳn cũng là một gã chân tiên A. À. Sao, đường đường một gã chân tiên lại lén lút như thế, không dám ra gặp người hay sao? gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói, tại hạ không có ý chen chân vào cuộc tranh đấu của Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo, chỉ là nàng này cùng ta có chút quan hệ sâu xa, không biết các hạ có thể thả nàng một phen. Một thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn chung quanh hai gã đại hán đầu chọc, lại nghe không biết truyền đến từ nơi nào. Để cho ta thả người, vậy phải xem các hạ có bao nhiêu phân lượng. Gã đại hán đầu chọc nói xong, bỗng nhiên quay người, nhìn về một địa phương xa xa không một bóng người, lôi quang trên đại phiên màu đen đại phóng, một cột sáng lôi điện vừa thô vừa to bắn ra, đánh tới nơi đó. Oanh, mảng lớn lôi quang chói mắt bộc phát ầm ầm, dẫn tới phiến hư không kia đột nhiên rung động lắc lư, phát ra tiếng nổ mạnh thiên băng điện liệt. Lôi quang tiêu tán rất nhanh, chấn động hư không cũng khôi phục lại, nhưng ở đó vẫn không có một bóng người. Gã đại hán đầu chọc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào thời khắc này, bên tai gã chợt vang lên một tiếng thở dài nhẹ, nghe líu ríu như hai chữ phong bảo. Vừa dứt lời, cảnh sắc trước mắt gã đại hán đầu chọc đột nhiên biến đổi, vùng biển chung quanh lập tức biến mất, gã cảm thấy chính mình đột nhiên xuất hiện bên trong một sa mạc màu vàng vô cùng rộng lớn. Bốn phía cuồng phong gào thét, trong tầm mắt đều là một mảnh màu vàng, có một vòi rồng vừa thô vừa to đang gào thét. Gã đại hán đầu chọc cứng họng, nhưng liền tỉnh ngộ lại. Huyễn thuật, vào thời khắc này, phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo thanh quang đột nhiên xuyên thủng đan điền gã, là một thanh phi kiếm màu xanh, nó đang ghim lấy một tiểu nhân nguyên anh nhìn phi kiếm trên bụng hai mắt gã đại hán đầu chọc mở trừng trừng trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được phi kiếm màu xanh đột nhiên xoắn một phát liền quấy nát nguyên anh sau đó thanh quang lóe lên biến mất vô tung cuồng phong gào thét chung quanh thoáng cái tiêu tán đi một lần nữa trở về mặt biển ban đầu mà khí tức gã đại hán đầu chọc đã không còn trên bụng đã phá ra một lỗ máu lớn hào quang lôi điện trên người nhanh chóng tiêu tán thân thể giống như thạch đầu từ giữa không trung rơi xuống dưới nước vào thời khắc này một đạo ngân sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đánh chúng vào thi thể gã. Ầm ầm, thi thể gã đại hán đầu chọc lập tức cháy lên ngân sắc hỏa diễm hừng hực, trong khoảnh khắc biến thành một đoàn cho tàn, phiêu tán hư không. Sắc mặt lão giả dâu dê đại biến, mắt liền đảo chung quanh, lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Trong nháy mắt có thể giết một gã tu sĩ chân tiên cảnh, điều này có ý nghĩa gì, lão tự nhiên có thể hiểu được. Tiền, tiền bối tha mạng thân thể lão giả run rẩy, bịch một tiếng quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang không biết từ chỗ nào hiển hiện ra, tiếp theo dùng thế xét đánh không kịp bưng tay lóe lên, hời hợt vòng quanh thân thể lão giả một cái. Thân sắc trên mặt lão giả lập tức cứng lại, tiếp theo thân thể bỗng nhiên hiện ra vài đạo vết máu, sau đó chia năm xẻ bảy ra. Ngay lúc thân thể bị chém thành vài đoạn, thần hồn nguyên anh của lão cũng bị kiếm khí quấy toái, mảng lớn máu đen bay ra, vài đoạn tàn thân rơi vào trên biển bịch một cái. Thanh sắc kiếm quang lần nữa lóe lên rồi biến mất, chung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại thanh âm sóng biển. Hắc phong đảo lục vũ tình, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, kính xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Lục vũ tình nhìn một màn trước mắt, sắc mặt vẫn chấn định, lấy lại tinh thần, sau đó hướng chỗ hư không chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái. Bên trong mây trắng giữa không trung, hàn lập lật tay triệu hồi một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, phi kiếm giờ phút này cũng hiện ra trạng thái trong suốt, hắn cũng hấp thu hai cái pháp khí chữ vật cùng một cây quạt nhỏ màu đen. Hắn lật tay thu những vật này vào, không định hiện thân chút nào, đang muốn phi độn ly khai. Ồ, liễu đại ca, là ngươi, thanh âm kinh hỉ của lục vũ tình chợt truyền đến, nội tâm hàn lập cả kinh, thân hình ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lục vũ tình, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy hai mắt lục vũ tình hiện ra một tầng gợn sóng hắc quang quỷ dị, phảng phất như từng gợn nước nhộn nhạo, đang nhìn qua phía hắn. Hàn lập nhướng mày, lúc này bị đôi mắt quỷ dị của nàng nhìn chằm chằm, trong nội tâm cảm giác như bị nhìn thấy hết thảy. Nếu tình huống này xuất hiện trên người một tu sĩ cùng giai, hắn ngược lại sẽ không kinh ngạc nhiều, nhưng lục vũ tình bất quá chỉ là một tu sĩ đại thừa, lại có loại đồng thuật quỷ dị này. Trong đầu của hắn lập tức luân chuyển vô số ý niệm, tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hiện ra, đã hạ đến không xa trước người lục vũ tình. Lục vũ tình nhìn hàn lập, sắc mặt khẽ giật mình. Hàn lập thấy thần sắc lục vũ tình như thế, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Liễu đại ca, hình dạng này của ngươi không giống ngày đó, là do lúc này biến ảo dung mạo, hay là ngày đó biến ảo dung mạo? Hay là trước giờ ngươi chưa bao giờ hiển lộ ra chân dung? Lục Phú Tình khẽ thở dài hỏi, trong giọng nói thậm chí có chút u oán. Ngươi nhìn không ra huyến hóa thuật của ta, vậy làm sao nhận ra ta? Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, chậm rãi hỏi. Lục Phú Tình hơi do dự, lập tức mỉm cười nói, không dối gạt liễu đại ca, hai mắt của ta chính là huyến đồng quỷ mục trời sinh, có thể trực tiếp nhìn thấu thần hồn người khác, cũng có thể phân biệt rõ người khác hàn lập nghe vậy thần sắc trên mặt như thường nhưng trong lòng cả kinh hiển nhiên không ngờ tới trên đời này lại có thiên phú linh đồng thần dị như thế thuật huyễn hóa của mặt nạ vô thường minh tuy thần diệu nhưng cũng chỉ có thể cải biến bên ngoài cũng không thể cải biến thần hồn khó trách bị nàng này nhận ra rồi nghĩ đến đây hắn không khỏi sờ lên mũi trong nội tâm cười khổ một tiếng hắn đã từng cứu nàng này cũng coi như có chút sâu xa quen biết cũ nguyên lai tưởng rằng chỉ là thuận tay mà thôi lại chưa từng muốn bại lộ thân phận nhưng hôm nay người đã cứu rồi, cũng không thể lại giết người diệt khẩu a. Hàn lập dù sao cũng không phải là người ý chí quá sắt đá, tự hỏi cũng không thể nào trở mặt vô tình giết chết nữ tử vô tội này. chương 353, trở về ôm mông đảo. Liễu đại ca yên tâm, chuyện phát sinh hôm nay ta sẽ không nói với bất cứ kẻ nào, kể cả phụ thân đại nhân. Lục vũ tình tựa hồ nhìn ra nội tâm Hàn lập có chút bất an, trịnh trọng nói ra. Đa tả, tại hạ là một tán tu, Thật sự không muốn bị cuốn vào tranh đấu của Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo các ngươi." Hàn Lập nghe vậy giật mình nhẹ, gật đầu nói, "Liễu đại ca cứu tính mạng của ta, nếu nói đa tạ thì chính ta nói mới đúng." Lục Vũ tình cười khẽ một tiếng, nói ra, Hàn Lập cười nhạt một tiếng, không nói gì nữa. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật tiết lộ hành tung cũng không quá đáng lo. Đối phương chỉ biết hắn là một gã tán tu tên là Liễu Thạch mà thôi, năm đó hắn đến Hắc Phong đảo đã cải biến dung mạo chưa hẳn có thể tra ra được hắn đến từ ô mông đảo, dù sao số lượng tu sĩ ở Hắc Phong Hải vực quá nhiều, người trùng tên trùng họ cũng không hiếm thấy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ngược lại phấn chấn hơn vài phần. Bất quá, Hắc Phong đảo chúng ta tranh đấu cùng Thanh Vũ đảo, chỉ sợ ngày sau phạm vi sẽ tiếp tục lan rộng, sớm muộn sẽ cuốn tất cả mọi người ở Hắc Phong Hải vực vào trong đó, muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ không dễ. Liễu đại ca đã hai lần cứu ta, vô tình cảm kích vạn phần, phụ thân đại nhân năm đó cũng rất nể trọng ngươi, liễu đại ca nếu là. Nếu chịu đến hắc phong đảo chúng ta, tất nhiên sẽ được trọng dụng, hắc phong đảo có đãi ngộ rất tốt với các trưởng lão. Lục phú tình sử dụng từ ngữ cẩn thận, chậm rãi nói ra. Hàn lập nghe vậy sắc mặt không biến, chỉ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lục phú tình thấy vậy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên tia thất vọng, lập tức lấy ra một lệnh bài màu đen. Đưa tới, nói, liễu đại ca đã có chủ ý, tiểu nữ cũng không nói thêm gì nữa đây là lệnh bài của ta, liễu đại ca sau này nếu muốn đi hắc phong đảo, dựa vào lệnh bài này liền có thể tự do xuất nhập. Hàn lập nghe vậy, đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn lướt qua sau đó lật tay thu vào. Ta còn có chuyện quan trọng trên người, như vậy cáo từ. Lục đạo hữu người cũng nhanh phản hồi hắc phong đảo, nơi này cũng không an toàn. Hắn nói một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay về phía xa, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời. Lục phố tình đưa mắt nhìn Hàn lập ly khai, thần sắc có chút yêu buồn vô cớ, như bị mất thứ gì đó. Nàng cũng không ở lại đây lâu, rất nhanh quay người bay về hướng hắc phong đảo. Hàn lập phi độn về phía trước một khoảng cách, ánh mắt chấp lên, chợt cải biến phương hướng, bay về một phương hướng khác. Lại bay thêm nửa ngày, cuối cùng ly khai khu vực giao chiến giữa hắc phong đảo cùng thanh vũ đảo. Hàn lập lập tức đề cao độn tốc, hóa thành một đảo thanh hồng bay về phía trước, phảng phất như một tia chớp màu xanh xẹt qua bầu trời. Bay thẳng hơn 10 ngày, đã dần dần bay đến khu vực cực kỳ vắng vẻ ở Hắc Phong Hải Vực, ngay cả một hòn đảo cũng khó nhìn thấy. Hàn Lập dừng độn quang lại, ánh mắt quét về phía sau, lúc này phóng thích thần thức ra. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên lao xuống, phốc một tiếng chui vào trong biển. Hắn tiềm hành dưới đáy biển một lát, một đạo rãnh biển tĩnh mịch xuất hiện ở phía trước. Hàn Lập không giảm độn tốc, rất nhanh đã đến cuối đường. Hắn tìm một chỗ đất bằng phẳng, lật tay lấy ra một trận kỳ màu xanh ra trời, bố trí từng cái ở chỗ này. Bố trí pháp trận này có chút phiền phức, Hàn Lập bố trí hơn một canh giờ mới hoàn thành. Trong miệng hắn lẩm bẩm, một màn hào quang màu xanh da trời hiển hiện ra, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên hơn 10 trượng. Chỉ là màu sắc màn hào quang màu xanh da trời này cực kỳ ảm đạm, trong nước biển càng khó nhận ra, mặc dù ở gần không chú ý cũng nhìn không ra, hơn nữa không tản mát ra chấn động pháp lực chút nào. Hàn Lập cảm ứng một chút, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, một tay vung lên, hơn 10 cây kim sắc câu lôi mục hiển hiện ra. Bên trên mỗi một cây câu lôi mộc đều khắc đầy phù văn trận pháp, đúng là truyền tống lôi trận cự ly xa. Tuy lục vô tình đã hứa không tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, nhưng hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Sau một ngày một đêm, rốt cục hắn bố trí xong lôi trận. Hàn lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trong lôi trận truyền tống lập tức hiện ra một cỗ kim sắc lôi quang, rung động đi đùng, lôi trận ông ông vận chuyển, hư không cũng rung theo. Bất quá những rung động lắc lư lôi quang này đều bị cấm chế màu xanh ra trời bên ngoài ngăn cách, không truyền ra ngoài chút nào. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập vội đình chỉ thi pháp, gật đầu nhẹ. Thời gian tiếp theo, hắn lại kiểm tra một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, không có dừng lại nơi đây, lặng yên ly khai hải vực này. Một tháng sau, một vòng mặt trời màu đỏ dần dần từ chỗ tiếp giáp giữa mặt nước và chân trời ở phương đông lú ra một nửa, bên trên cả tòa ô mông đảo vẫn đang bị sương ngủ mông lung bao phủ, Nương theo đó một cỗ gió biển thổi phần phật đến, sương mù chậm rãi tiêu tán đi, núi rừng cành cây trên đảo lay động nhẹ, phát ra âm thanh gì rào nhẹ, những thành trấn nơi phàm nhân ở trên đảo bắt đầu bay lên từng đạo khói bếp lượn lờ, khắp nơi đều là cảnh tượng nhất phái tường hòa. Hư không một chỗ trên đảo đột nhiên chấn động nhẹ, thân ảnh Hàn Lập hiện ra. Giờ phút này hắn đang thi triển ẩn thân thuật, toàn thân bị một tầng thủy quang nhàn nhạt bao phủ, phảng phất một bóng dáng mông lung, tùy thời đều có khả năng dung nhập vào hư không. Hàn Lập cảm thụ được cảnh yên bình nơi này, trên mặt tựa hồ có chút buông lỏng. Hiện tại ở Hắc Phong Hải Vực, cũng chỉ có tại đảo nhỏ xa xôi như ô mông đảo này mới có thể hưởng thụ vài phần yên bình như thế ngoại đảo nguyên. Hắn nhìn xuống phía dưới, chợt giật mình, các địa phương khác trên đảo cơ hồ không thay đổi gì, chỉ là những kiến trúc thôn xóm ở lạc gia trước kia biến mất vô tung, thay vào đó chính là một mảnh cung điện tráng lệ, quỳnh lâu ngọc đài chỗ nào cũng có, còn có giao trì hoa sen nở rộ, Tiên Hạc Linh cầm ở trong đó bay múa xoay quanh, bộ dạng như thịnh cảnh tiên gia nhất phái. Từng đạo độn quang bận rộn chạy qua chạy lại bên trong cung điện, đều là đệ tử Lạc gia. Số lượng những đệ tử Lạc gia này so với trước nhiều hơn rất nhiều, tu vi cảnh giới cũng cao hơn không ít, xem ra những năm này Ô Mông đảo phồn vinh sinh sống rất là thuận lợi, thành trì của phàm nhân ở trên đảo cũng rất là hưng thịnh, số người tăng lên nhiều. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, thân hình nhoáng một cái biến mất giữa không trung sau đó hiện ra trước một tòa cung điện ở trong cung điện là một tế đàn cự đại một tượng thần đứng ở đỉnh tế đàn đúng là tượng của hàn lập giờ phút này dưới tế đàn có hai thân ảnh đang cúi người cúng bái trong miệng nói nhỏ gì đó hai người đều có tu vi đại thừa kỳ một cỗ tín niệm chi lực cường đại từ trên thân hai người tán phát ra hội tụ đến phía trên tượng thần sau một lát hai người ngừng cúng bái ngẩng đầu lên một người trong đó đúng là lạc phong tu vi so với trước đề cao không ít Tên còn lại mặc phục sức lạc ra, là một nam tử trung niên mày rậm mắt to. Hàn Lập có chút ấn tượng với người này, là một vị trưởng lão hợp thể kỳ lạc ra, hẳn là người này trong mấy trăm năm tấn thăng đến đại thừa kỳ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ ngoài điện truyền đến, một nam tử thanh niên đi tới, đồng dạng mặc phục sức lạc ra. Người này cũng không có tiến vào điện, ở ngoài điện thi lễ một cái, thanh âm cung kính nói, khởi bẩm tộc trưởng, đại trưởng lão, tế điển đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, những đảo chủ kia cũng đã đến rồi chứ lạc phong đứng lên hỏi thiết nham đảo chủ cùng thần trung đảo chủ đưa tin tới đã khởi hành chạy đến linh vân đảo chủ nói trên mộ vân đảo có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý sẽ khởi hành trễ một chút nhưng tuyệt sẽ không đến trễ vào đại lễ tế điển ngày mai nam tử thanh niên cung kính đáp hàn lập nghe những lời này ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hai người thiết nham cùng thần trung là năm đó hắn thu phục hàn khâu cùng hộp cốt phu nhân là hai tên tán tiên sau đó bị hắn sai đi tỏa trấn hòn đảo hai tộc Lam Tinh. Mộ Vân Đảo là một hòn đảo gần ô mông đảo, nghe nam tử thanh niên nói tựa hồ cũng đã quy phục ô mông đảo. Nghĩ đến đây, Hàn Lập gật đầu nhẹ, xem ra mấy người lạc phong quản lý rất tốt, thế lực ô mông đảo lớn dần, có lẽ đã là một cỗ thế lực khá lớn ở vùng biển xa xôi này rồi. Về phần tế điển kia, xác thực là một tập tục ở ô mông đảo, tựa hồ mỗi 50 năm cử hành một lần. Rất tốt, đi xuống đi, tế điển hết thảy dựa theo chương trình hội nghị tiến hành không được sơ sẩy chút nào. Lạc Phong vung tay lên nói, "Vâng, thanh niên nam tử thi lễ một cái, lui xuống. Tộc trưởng, lần này tế điển, Liễu Thạch đại nhân có dự hay không?" Thanh niên nam tử đi rồi, nam tử mày rậm bên cạnh Lạc Phong tên là Lạc Minh hỏi, "Liễu Thạch đại nhân bận rộn tu luyện, chỉ sợ sẽ không tham dự." Lạc Phong suy nghĩ một chút, nói ra, "Đại nhân đã mấy trăm năm chưa từng hiện thân trước mặt người khác, không phải là tu luyện xảy ra sai lầm gì chứ?" Lạc Minh trần chờ một chút nói ra, chớ nói bậy, tu vi đại nhân cao thâm mà chắc, như thế nào lại xảy ra sai lầm, hơn nữa tu vi đã đến cảnh giới kia, bế quan mấy trăm năm hay một nghìn năm cũng là chuyện bình thường, lời nói như vậy về sau tuyệt không được nói nữa. Mặt Lạc Phong trầm xuống, có chút răn dậy nói, lời nói này vô căn cứ, ta tự nhiên sẽ không tin tưởng, chỉ là tộc nhân trên đảo khi trước đã trải qua sự tình lạc mông tổ thần mất tích, những năm này ở trên đảo tuy yên ổn, nhưng trong nội tâm rất nhiều người vẫn chưa ổn định sợ lại xuất hiện sự tình tổ thần biến mất. Hiện tại Hắc Phong Hải vực chiến loạn không ngừng, rất nhiều tộc nhân có chút sợ hãi, Liễu Thạch đại nhân mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, nên vừa rồi đã có người lén đàm luận những lời như thế. Hơn nữa mấy người thiết nham, Linh Vân tùy bề ngoài thần phục cung kính, nhưng nếu Liễu Thạch đại nhân không lộ diện trong thời gian dài, khó bảo toàn những người kia sẽ không sinh ra hai lòng. Lạc Minh nói ra, Lạc Phong nghe vậy, lông mày cũng nhăn lại, tộc trưởng, không bằng người gặp Liễu Thạch đại nhân xin chỉ thị một chút, tế điển lần này thỉnh ngài dự họp một lần, cho dù là lộ mặt một thoáng cũng được. Lạc Minh đề nghị, được rồi, ta sẽ nói với đại nhân một chút. Lạc Phong gật đầu nhẹ, kế tiếp hai người lại đàm luận công việc cụ thể ở tế điển, Hàn Lập cũng không tiếp tục nghe nữa, lặng lẽ ly khai. Lần này hắn tới, là muốn xem Lạc Phong những năm qua có theo chỉ thị của hắn làm việc hay không, giờ phút này xem ra Lạc Phong cũng không đi quá giới hạn, như vậy hắn an tâm. Hàn Lập ly khai ôm mông đảo, sau đó đi tới vùng biển phụ cận trên mặt biển hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ chuyển động chậm rãi phát ra thanh âm ào ào thân hình hàn lập nhoáng một cái bay vào trong nước biển rất nhanh đã đến đáy biển một màn sáng màu xanh da trời to gần một mẫu bao phủ dưới đáy biển phía trên lập lòe ánh sáng màu xanh da trời nước biển bên trong màn sáng màu xanh da trời ra ra vào vào không trở ngại chút nào hàn lập phất tay đánh ra một đạo pháp quyết màn sáng lập tức xuất hiện một cái cửa thân hình hắn bắn ra Cố địa trích hóa thân giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở đáy biển, đỉnh đầu lơ lửng một đạo quang tia màu xanh ra trời, đúng là sợi tơ thủy chi pháp tắc, so với năm đó to hơn rất nhiều, vô số phù văn thật nhỏ chấp động ở trong đó. Quanh người hóa thân bao phủ dày đặc một tầng ánh sáng màu lam, vô số thủy quang ở phía trên nhộn nhạo, nước biển chung quanh chuyển động mãnh liệt quanh thân hắn. Trên người địa trích hóa thân tán phát ra linh áp cường đại, bất ngờ đã đạt đến cảnh giới chân tiên trung kỳ, mà lại ẩn ẩn chạm đến trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa nữa. chương 354, chọn địa điểm, Hàn Lập nhìn địa trích hóa thân trước mặt, cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Thời gian qua cỗ hóa thân này vừa cô động tinh hạt trọng thủy vừa tu luyện, tuy có lúc gián đoạn, nhưng tốc độ so với hắn phục dụng các loại đan dược cũng không chậm hơn bao nhiêu, tu luyện nhiều năm qua đạt tới chân tiên trung kỳ cũng là điều bình thường. Vào lúc này, ánh sáng màu lam trên người hóa thân lóe lên rồi thu vào, sau đó đứng dậy, vòng xoáy trên biển cũng chậm rãi biến mất. Những năm qua khổ cực ngươi rồi, Hàn Lập nhàn nhạt mở miệng nói, ta và ngươi vốn là nhất thể, hà tất phân chia như vậy. Đây là trọng thủy ta cô động những năm qua, địa trích hóa thân nhàn nhạt nói một câu, lật tay lấy ra một cái túi màu đen, đưa tới. Hàn Lập đưa tay ra nhận, cẩn thận, nó rất nặng, địa trích hóa thân nhắc nhở một câu rồi mới buông tay ra. Đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, rót lực vào cánh tay sau khi địa trích hóa thân buông tay cánh tay của hắn đột nhiên trầm xuống thoáng một cái không nâng cái túi lên được cả người thiếu chút nữa bị kéo hạ thấp xuống khởi hàn lập quát khẽ một tiếng cơ bắp cánh tay nổi lên vừa thô vừa to trên người hiện ra một tầng kim quang mới miễn cưỡng ngừng lại xu thế hạ xuống của cái túi thấy cảnh này trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc trọng thủy cần phải qua một phen tế luyện mới có thể điều khiển tự nhiên vốn lấy lực lượng của hắn bây giờ vậy mà không cách nào nâng cái túi nhỏ này lên được bên trong đến tột cùng có bao nhiêu trọng thủy. Thần thức Hàn Lập thăm dò vào trong túi, trong nội tâm khẽ động. Cái túi này tên là Thiên Thủy, là trước đây ít năm hắn ra giá cao mua được từ trong vô thường minh, bên trong không gian thật lớn, trọn vẹn có thể chứa một cái hồ nước lớn, giờ phút này cái túi cơ hồ bị tràn đầy. Tốt, Hàn Lập hít sâu một hơi, gật đầu nói, tiến dai đến chân tiên trung kỳ, nhất là sau khi tu luyện hắc hải trọng thủy kinh đến tầng thứ tư, tốc độ luyện hóa gia tăng lên không ít. Túi trọng thủy này, dùng để tinh luyện ra dòng suối nhỏ trọng thủy tầng 4, nếu dùng để tiến dai đến tầng thứ 5, cũng không kém bao nhiêu. Địa trích hóa thân nói ra, Hàn Lập gật đầu nhẹ, thu hồi túi thiên thủy lại, sau đó phất tay lấy ra hai cái túi giống y như túi nhỏ đưa cho hóa thân, đồng thời phân phó tiếp tục tu luyện đi, về tinh hạt thời gian, ta sẽ tận lực cung cấp. Địa trích hóa thân không nói gì, tiếp nhận hai cái túi nhỏ, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn nổi lên ánh sáng màu lam lần nữa, sợi tơ pháp tắc trên đỉnh đầu rung ông ông, tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt, biến ảo thành một cái vòng xoáy màu xanh ra trời nho nhỏ. Nước biển chung quanh cuồn cuộn lần nữa, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, nước chảy xoay tròn hội tụ tới địa trích hóa thân ở trung tâm. Giữa hai tay hóa thân dần dần hiện ra một điểm trọng thủy màu đen, tốc độ chậm rãi lớn dần lấy mắt thường có thể thấy được. Đợi một lát, trước ngừng một chút, Hàn Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bỗng nhiên mở miệng nói. Địa trích hóa thân tản mát ra ánh sáng màu lam, lập tức tiêu tán, đình chỉ tu luyện, đứng lên. Người vừa mới nói tu luyện hắc hải trọng thủy kinh đến tầng thứ tư, về sau tốc độ cô động trọng thủy tăng lên nhiều. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên một chút hỏi, không sai biệt lắm tăng lên gấp ba lần. Hóa thân đờ đẫn gật đầu nói, gấp ba, khi trước hắc hải trọng thủy kinh mỗi lần tăng lên một cảnh giới, tốc độ cô động trọng thủy cũng tăng lên sao. Nét mặt hàn lập cả kinh, lại hỏi tiếp, ba tầng trước, mỗi lần tiến dai, tốc độ cô động mặc dù cũng gia tăng, nhưng biên độ không lớn. Sau khi luyện thành tầng thứ tư, tốc độ cô động mới đột nhiên tăng nhiều, không sai biệt lắm gấp 3 lần. Ngữ khí hóa thân bình tĩnh nói, Hàn Lập nghe vậy, thần sắc hơi động, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắc hải trọng thủy kinh giai đoạn trước tiến dài rất chậm, không nghĩ tới về sau lại có kỳ biến như thế. Lúc trước vị địa tiên kia sáng tạo ra hắc hải trọng thủy kinh, khó khăn lắm mới luyện thành tầng thứ ba, liền không thể nào chịu nỗi tốc độ tu luyện quá mức chậm chạp, nên sửa tu công pháp khác. chỉ sợ y cũng chưa từng nghĩ tới tình huống này a. À. bất quá hôm nay hắn lại cảm thấy hoài nghi vị địa tiên đã nghĩ ra công pháp hắc hải trọng thủy kinh năm đó. nếu công pháp này thật đúng là đối phương tự sáng tạo, người này có lẽ cũng không dự liệu được tình huống này, nhưng cũng rất có khả năng công pháp này không phải người này sáng tạo đầu tiên, mà lại y đạt được từ nơi khác, sau đó tự nhận là của mình mà thôi. tốt rồi, không có việc gì, người tiếp tục tu luyện đi. hàn lập đang cân nhắc, gật đầu nói. Hôm nay hắn có chút không thể chờ đợi được muốn biết, công pháp này có thể đột phá đến tầng thứ 5, tốc độ cô động có thể biến hóa lớn hơn không? Nếu thật sự là như thế, dưới sự gia trì của tinh hạt, tốc độ cô động trọng thủy sẽ đạt tới một trình độ thập phần khủng bố, tương lai mặc dù là cô động trọng thủy tới tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 cũng không thể không chạm tới. Địa trích hóa thân lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trên người nổi lên ánh sáng màu lam, vòng xoáy khổng lồ rất nhanh hiển hiện lần nữa. Hàn lập nhìn địa trích hóa thân, ánh mắt chớp động. Vào thời khắc này, đuôi lông mày hắn nhảy lên, nhìn lại phía mặt biển. Có một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, đứng ở bên ngoài màn sáng màu xanh ra trời, chắp tay nói, lạc phong bái kiến liễu thạch đại nhân. Ở bên trong màn sáng đáy biển, ánh mắt hàn lập chớp lên, một lát sau mới chậm rãi mở miệng hỏi, lạc phong, có chuyện gì? Liễu thạch đại nhân, ngày mai là đại lễ tế điển 50 năm tổ chức một lần ở ô mông đảo chúng ta, đại nhân ngài có thể nhàn rỗi đi ra tham dự một chút hay không? Lạc Phong nghe vậy giật mình khẽ, tiếp theo mặt lộ vẻ đại hỉ, nhanh chóng nói ra. Lúc trước gã đã từng tới bái kiến mấy lần, nhưng vị liễu thạch tiền bối này căn bản không có đáp lại gã. Lần này tình huống khẩn cấp, lúc đến gã còn mang theo mấy phần bồn chồn lo lắng, không nghĩ tới vậy mà được lên tiếng đáp lại, việc này như thế nào không khiến gã quá đỗi kinh hỉ. Trên biển vòng xoáy phiên cổn, thật lâu cũng không có trả lời. Tại hạ cũng không cố ý quấy giày liễu thạch đại nhân ngài tu luyện, chỉ là gần đây hắc phong hải vực gió nổi mây vần hắc phong đảo cùng thanh vũ đảo tranh đấu càng thêm kịch liệt phạm vi ảnh hưởng càng lúc càng rộng rất nhiều tộc nhân có chút bất an đại nhân nếu có thể hiện thân tất có thể làm yên lòng tộc nhân trong nội tâm lạc phong quýnh lên lần nữa nói ra tốt ta hiểu thời điểm tế điển ngày mai ta sẽ xuất hiện thanh âm hàn lập từ đáy biển truyền ra cắt đứt lời lạc phong vâng lúc này ta liền đi an bài lạc phong nghe vậy đại hỷ thì lễ về hướng đáy biển một cái không có dừng lại, bay về phía ô mông đảo. Bên trong màn sáng, Hàn Lập thu hồi ánh mắt, sự tình ô mông đảo hắn cũng không để ở trong lòng, ngày mai hắn tự nhiên sẽ không để chân thân hiện thân, đến lúc đó lại để cho địa trích hóa thân đi một chuyến là được. Dùng thực lực cố hóa thân chân tiên trung kỳ ngày hôm nay, chấn nhiếp mấy tên tán tiên tu vi không quá chân tiên cảnh sơ kỳ tất nhiên là dư xài rồi. Hắn lật tay lấy ra một khối ngọc giản, đúng là địa đồ hắc phong hải vực, sau đó dán lên chán hiện tại mọi chuyện cũng đã làm thỏa đáng, là thời điểm tìm một chỗ hảo hảo khổ tu. Tại ô mông đảo này tuy ưu tĩnh an toàn, nhưng hiện nay không phải là chỗ bế quan lý tưởng. Tuy thân phận liễu thạch của hắn chưa chắc sẽ bộc lộ, nhưng sự tình không có gì tuyệt đối, nếu thật sự có người điều tra nguồn gốc tìm đến, tự có chút phiền phức rồi. Nửa canh giờ sau, một đạo thanh quang khó có thể nhận thấy bay ra mặt biển, phi độn về phía xa. Bay trọn vẹn ba ngày ba đêm, hắn mới ngừng lại. Nơi này là một phiến hải vực, So với Ô Mông đảo càng thêm vắng vẻ, đập vào mắt là mặt biển mênh mông vô tận, cùng từng tòa đảo nhỏ hoang vu. Phía trên hòn đảo đều là man hoang rừng rậm, không có người đặt chân, càng không có phàm nhân ở lại. Trái lại, yêu thú trên đảo và trên biển tương đối nhiều, yêu thú hợp thể kỳ, thậm chí đại thừa kỳ cũng có không ít. Hàn Lập nhìn chung quanh, linh mạch trên đảo này cũng không tệ lắm, so với Ô Mông đảo và những đại đảo kia mặc dù không bằng, nhưng không sai biệt lắm, linh khí có chút nồng đậm nơi này cách ô mông đảo cực xa bình thường cơ hồ không có tu sĩ đến đây là một địa điểm lý tưởng để mở động phủ thậm chí những yêu thú kia hắn tự nhiên sẽ không để ý đang cân nhắc thần thức khổng lồ của hắn đã sớm tán phát ra bốn phương tám hướng không bao lâu thân hình hắn nhoáng một cái hạ xuống một hòn đảo nhỏ diện tích đảo này không lớn chỉ rộng khoảng trăm dặm quang cảnh trên đảo có chút phức tạp ở giữa là một ngọn núi đỏ thấm cao chừng trăm trượng khói đặc cuồn cuộn từ đỉnh núi phun ra là một miệng núi lửa. Phụ cận ngọn núi bởi vì núi lửa thường xuyên phun trào, khắp nơi chỉ là nham thạch đỏ thấm, không có một ngọn cỏ. Cách ngọn núi không xa là một khu rừng rậm rạp, chỗ xa hơn là ao nước đầm lầy, nhiều chi chít như sao trên trời, còn có thảo nguyên bích thảo xanh mướt. Khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng, hoa nở đầy màu sắc hồng hồng lục lục, trong đó không thiếu linh hoa linh thảo. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, thỏa mãn, gật đầu nhẹ. Hòn đảo này tuy không lớn, nhưng xác thực linh mạch ở bên trong khu vực này là tốt nhất. Hắn đi thẳng tới một tiểu hạp cốc kín đáo ở trên đảo, tay vung lên, phát ra một đạo thanh sắc kiếm khí, cắt nhập trên vách núi đá, nham thạch vỡ vụn ra như đậu hũ. Cũng không lâu lắm, một cái động phủ sơ bộ đã hiển hiện ra. Hàn Lập cũng không có chế tạo tỉ mỹ gì, chỉ có lúc mở dược viên đầu tư một ít tâm tư, các địa phương khác chỉ chỉnh đốn sơ liền dừng tay, sau đó hắn lật tay lấy ra một đống trận bàn lộn xộn, bố trí phủ cận động phủ. Cấm chế mở ra, theo đó một cỗ thanh quang nhu hòa hiển hiện, động phủ lập tức biến mất, hóa thành một mảnh rừng cây thanh thúy tươi tốt, hòa cùng một thể với hoàn cảnh xung quanh. Cấm chế này đồng dạng với loại cấm chế lôi trận truyền tống hắn bố trí tại đáy biển lúc trước, không tản mát ra chút khí tức nào, dù tu sĩ chân tiên dùng thần thức dò xét, cũng chưa hẳn có thể phát hiện ra đầu mối. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập lại lấy ra mấy đống khí cụ bày trận, chính là cấm chế trước kia dùng để phòng hộ động phủ xích hà phong, bố trí thêm bên ngoài động phủ, vây kín động phủ như là thùng sắt thậm chí hắn lại lấy ra một bộ đại trận bố trí bên ngoài hòn đảo bao phủ chọn cái đảo nhỏ vào bên trong. bất quá những cấm chế này hắn cũng không kích phát, chính là vì đối phó khả năng ngày sau xuất hiện kẻ thù bên ngoài. làm xong hết thảy, Hàn Lập mới quay người đi vào động phủ, đi tới dược viên. tại đây hắn cố ý mở rộng rãi một chút, thậm chí rộng hơn một chút so với dược viên ở động phủ xích Hà Phong lúc trước. hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó cánh tay huy động liên tục mấy cái từng đoàn linh thổ màu sắc khác nhau hiển hiện ra, rơi vào trong dược viên. Những vật này, có một ít là hắn chuẩn bị lúc trước, phần còn lại là mua sắm trên đường trở về Hắc Phong Hải Vực. chương 355, Phong Đảo, lập tức Hàn Lập lấy ra các loại linh dịch, bắt đầu điều hòa linh thổ, bố trí các loại pháp trận cấm chế khắp nơi trong dược viên để phân tách thành các khu vực khác nhau. Làm xong những việc này, hắn mới lấy các loại linh dược linh thảo từ trong túi chữ vật ra, cẩn thận cấy ghép từng loại vào bên trong dược viên. Ngay tại thời điểm Hàn Lập đang chỉnh đốn dược viên này, đại điển tế lễ trên ô mông đảo cũng chuẩn bị diễn ra. Lúc này cả bầu trời phía trên hòn đảo đang được một vòng ảnh sáng màu đỏ đặc biệt tươi đẹp rực rỡ bao phủ bảo vệ, phía trên hòn đảo cũng xuất hiện các cột gỗ màu đen, trên đỉnh cột có các chậu than đang hừng ngực lửa cháy, khiến cho người ta cảm nhận được một không khí vô cùng nghiêm trang. Ở một chỗ phía trên quảng trường khổng lồ có xây dựng ba tòa tháp lửa cao vài chục trượng, trên đỉnh cũng hừng ngực lửa cháy, trên đỉnh tế đàn là một pho tượng cao vài chục trượng đứng sừng sững phía dưới tế đàn thì từng đám người đứng chật trội chính là tu sĩ lạc gia ngoại trừ bọn họ ra thì còn có một số tu sĩ mặc quần áo và trang sức kiểu khác chính là người thuộc hàn tinh đảo cùng với ba hòn đảo phụ thuộc kia có bốn người đứng ở đầu đám người ngoài cùng bên trái chính là lạc phong ba người phía bên kia thì gồm có một thanh niên mặt trắng khuôn mặt anh tuấn dáng người cao thon bộ dáng khí thế mạnh mẽ một người khác thì là nho sinh trung tuổi trên mặt có nốt ruồi khiến cho người khác cảm thấy khá là âm trầm. Ngoài cùng bên phải thì là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo khá đẹp, môi mỏng mũi ngọc, đôi mắt sáng người chớp chớp, dáng người trông cũng khá hiểu điệu, mặc một chiếc váy dài màu xanh biếc để hở ra bộ ngực trắng nõn, thấp thoáng có thể thấy được rãnh sâu đẫy đà nở nang. Tất cả mọi người đều đang đứng phía trước tham bái pho tượng, bốn người này cũng không ngoại lệ. Thân sắc của Lạc Phong trang nghiêm, cử động tham bái tỉ mỉ cẩn thận. Ba người còn lại thì vẻ mặt cứng nhắc, động tác có phần qua loa đại khái. Bọn họ cũng đều là tu sĩ chân tiên cảnh, phải tham bái pho tượng của một gã chân tiên khác, hiển nhiên là trong tâm không quá nguyện ý được rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, tế điển đã diễn ra hơn phân nửa. Việc của bốn người Lạc Phong cũng đã xong, hiện tại bọn hắn đã đi ra ngồi xuống ghế phía trước đám người. Lạc tộc trưởng, tế điển hôm nay chính là đại sự của ô mông đảo, liệu liễu thạch đảo hữu có xuất hiện hay không? Thanh niên mặt trắng bỗng nhiên mở miệng hỏi, thêm nữa là, sau một lần gặp mặt năm ấy đến giờ, Liễu Đạo Hữu vẫn một mực bế quan tu luyện. Tính đến giờ cũng đã là mấy trăm năm không xuất quan, có phải là đang tu luyện thần thông bí thuật gì hay không? Nho sinh trung niên cũng nói, nữ tử trẻ tuổi cũng liếc đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Phong, tuy không mở miệng nói chuyện nhưng ý hỏi chuyện cũng rõ ràng trong ánh mắt. Lạc Phong nhìn lại phía ba người, cười ha ha nói, hôm qua ta đã xin chỉ thị của Liễu Thạch Đại Nhân, hôm nay Đại Nhân sẽ xuất hiện gặp mặt mọi người có thật không ba người nghe thấy chuyện này thần sắc đều thay đổi lập tức hỏi lại tất nhiên rồi lạc phong cười nói nếu đạo hữu có thể hiện thân vậy là quá tốt rồi hiện nay hắc phong hải vực đang rơi vào hỗn loạn ô mông đảo chúng ta phải làm như thế nào thì vẫn cần phải có hắn đưa ra chủ ý thanh niên mặt trắng liếc mắt trao đổi với hai người khác một chút gật đầu nói thiết nham đạo hữu nói rất đúng hiện tại tất cả các thế lực lớn nhỏ ở các nơi hắc phong đảo cũng đều đang xem chừng dù sao hắc phong đảo cùng thanh vũ đảo đều là thế lực khổng lồ thực lực hùng hậu tuyệt không phải đảo nhỏ như chúng ta có thể so sánh được ô mông đảo chúng ta phải nhanh chóng quyết định xem nên làm như thế nào hiện tại đang là thời buổi loạn lạc một chuyện xử lý không tốt thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi nho sinh trung niên nói tiếp thanh niên mặt trắng chính là thiết nham còn tên nho sinh trung niên này thì tên là thần trung lạc phong nghe thấy vậy sắc mặt cũng trầm xuống không nói thêm gì nữa chư vị cũng không cần phải bi quan như vậy có liễu đạo hữu ở đây, hơn nữa mấy người chúng ta cũng coi như là một cỗ lực lượng không kém, có lẽ cũng thừa sức bảo vệ mấy tòa đảo nhỏ này. Nữ tử trẻ tuổi kia bỗng mở miệng nói, ha ha, hóa ra Linh Vân đạo hữu cũng là một người lạc quan. Thiết Nham cười nhạt một tiếng, nhưng thần sắc không cho là đúng. Đại lễ tế điển vẫn tiếp tục tiến hành, thời gian cứ trôi qua từng chút một, mắt thấy sắp đến khâu cuối cùng mà thân ảnh Hàn Lập vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng Lạc Phong vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không khỏi hiện lên vài phần lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía địa phương hàn lập bế quan. Sắc mặt của ba người thiết nham cũng có chút cổ quái. Chắc là liễu đạo hữu có chuyện bật, không đến đây được rồi. Thiết nham mở miệng nói, hắn còn chưa dứt lời, phía xa chân trời xuất hiện một điểm lam quang, nháy mắt đã biến lớn, hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam trói mắt vô cùng cuồn cuộn giữa không trung. Tiếng nổ vang như vạn mã bồn đằng, thiên địa nguyên khí trên bầu trời điên cuồng vận động, sau đó hóa thành quang hàm màu lam cuồn cuộn lan ra khắp xung quanh khiến cho tất cả tế đàn bị phủ lên một tầng ánh sáng màu lam một cỗ uy áp vô cùng to lớn từ bên trong lam quang phát ra bao phủ tất cả mọi người phía dưới sắc mặt của ba người thiết nham cũng đại biến ngẩng đầu nhìn lên trời chân tiên trung kỳ thần trung nuốt từng ngụm nước nhỏ giọng nói thanh âm tràn đầy vẻ không thể tin nổi thiết nham cùng linh vân thần sắc cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc mơ hồ còn có một tia sợ hãi Lam quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất, một bóng người màu lam từ trên trời hạ xuống tế đàn phía dưới, uy áp vô cùng to lớn cũng được thu liếm lại. Bóng người bao phủ trong ánh sáng màu lam, nhìn không thấy rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng hình một nam tử đang chắp tay sau lưng. Tổ thần đại nhân, Lạc Phong đại hỉ, lập tức tiến lên thi lễ một cái. Tham kiến tổ thần đại nhân, đám người Lạc gia cũng tỏ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhiều người trở nên yên tâm hơn, kho mình hành lễ với thân ảnh màu lam những người khác còn lại cũng vội vàng khom người theo ba người thiết nham lướt nhìn nhau cũng bước tới chào không cần đa lễ bóng người màu lam chậm rãi nói tuy rằng thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng khắp xung quanh mọi người đều đứng dậy nhìn về phía bóng người màu lam ánh mắt của đám người lạc gia ô mông đảo trở nên nóng bỏng còn thân sắc của tu sĩ ba hòn đảo khác thì phức tạp hơn nhiều mặc dù hầu hết là giống với đám người lạc gia nhưng cũng có một chút là biểu lộ hơi mất tự nhiên mặc dù những năm này ta bế quan nhưng những tình huống trên đảo, hay cả sự tình của Hắc Phong Hải vực ta đều biết rõ. Bóng người màu lam mở miệng nói, ba người thiết nham nghe vậy lập tức thoáng nghiêm mặt lại. Lạc Phong, những năm này người quản lý ô mông đảo cùng với ba hòn đảo khác rất tốt, bình huyền nguyệt đan này coi như là phần thưởng cho ngươi. Bóng người màu lam phất tay bắn ra một tia sáng màu lam bay đến trước người Lạc Phong. Lam quang tiêu tán, lộ ra một cái bình ngọc màu trắng. Trên mặt Lạc Phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không người nói, đa tả tổ thần, ba người thiết nham thấy vậy trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ huyền nguyệt đan chính là đan dược có tiếng tăm lừng lẫy đối với tu sĩ chân tiên cũng có hiệu quả tinh tiến tu vi rất tốt chỉ là đan dược này cực kỳ hiếm thấy trên toàn bộ hắc phong hải vực này chỉ sợ cũng chỉ có đến trên hắc phong đảo mới có thể mua được người chú ý cố gắng tu luyện tranh thủ có thể sớm ngày đột phá cảnh giới thành tựu nghiệp vị chân tiên bòng người màu lam nói thêm tại hạ chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của tổ thần đại nhân lạc phong gật đầu liên tục Thiết Nham, Thần Trung, còn có Linh Vân, những năm này ba vị cũng đã cực khổ nhiều rồi, ban cho các người ba kiện linh bảo này. Bóng người màu lam vung tay lên lần nữa, ba đạo ánh sáng bắn ra bay về phía trước mặt của ba người. Ánh sáng tiêu tán đi, hiện ra ba kiện bảo vật phát ra linh quang bốn phía. Một chiếc gậy như ý màu xanh biếc, một viên bảo trâu màu trắng, còn có một chiếc quạt nhỏ màu vàng. Ba kiện bảo vật tản mát ra chấn động pháp lực cực kỳ mãnh liệt, bất ngờ đều là linh bảo cao cấp nhất chỉ cách đến trình độ tiên khí một bước nhỏ. Ba người thiết nham đại hỷ, tự thu hồi bảo vật của mình sau đó không người cảm tạ. Bóng người màu lam lại vung tay lên, một đạo ánh sáng khác bay về phía Lạc Phong, hiện ra một kiện pháp khí chữ vật. Đây là một ít tài nguyên đan dược tu luyện, giao cho Lạc Phong người phân phối, tận hết sức và khả năng để cao thực lực ôm mông đảo. Bóng người màu lam nói ra, vâng, Lạc Phong nghiêm nghị lĩnh mệnh, về phần tình hình tranh đầu giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo gần đây, việc này không liên quan gì đến ô mông đảo chúng ta. Để ngăn ngừa tránh gặp ảnh hưởng, kể từ hôm nay, nghiêm cấm tất cả mọi người rời khỏi hòn đảo, các nơi trên ô mông đảo đều bế quan phong đảo một thời gian. Bóng người màu lam nói, quyết định này của Hàn Lập cũng không khác với suy đoán của đám người lạc phong, mọi người đều lên lĩnh mệnh. Chư vị cũng không cần phải lo lắng, có ta còn ở đây thì sẽ bảo vệ các người một cách chu toàn. Bóng người màu lam đảo mắt nhìn qua mọi người rồi nói. Vâng, mọi người tại đây nghe được bóng người màu lam tự tin nói vậy lập tức ổn định tinh thần cùng nhau nói bóng người màu lam nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục ở lại đây nữa thân ảnh hóa thành một đảo ánh sáng màu lam bay về phía xa sau khi lóe lên một cái lập tức biến mất phía chân trời ba người thiết nham nhìn bóng người màu lam biến mất phía xa ngoảnh lại nhìn nhau sự hoài nghi cùng tâm tư khác trước đây biến mất không còn lại chút nào thay vào đó là một niềm hâm mộ cùng với kính sợ mấy ngày sau trên đảo nhỏ không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, vốn dĩ Hàn Lập đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bỗng nhiên mở hai mắt ra, mỉm cười. Thông qua tin tức địa trích hóa thân truyền về, hắn đã biết được bốn hòn đảo của ô mông đảo nhất mạch đã mở ra cấm chế hộ đảo, phong đảo kết ấn, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ với ngoại giới. Những điều này đều là những việc mà hắn sớm đã có kế hoạch rồi. Phong đảo kết ấn, cố gắng hết sức có thể tránh liên lụy giữa tranh đấu của Hắc phong đảo cùng thanh vũ đảo, giảm bớt rất nhiều khả năng tiết lộ thân phận của hắn, khiến hắn có thể an tâm bế quan. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, sau đó đứng dậy đi đến dược viên trong động phủ. Hôm nay, cái mảnh dược viên có chu vi gần trăm trượng này đã bị linh quang cấm chế phân chia thành hơn 10 khu vực, mỗi khu vực có hoàn cảnh khác nhau, thích hợp cho các loại thảo dược sinh trường. Có chỗ thì nóng bức, có chỗ thì băng hàn, có chỗ thì lại bị hàn lập dùng cấm chế che đậy hết ánh sáng, bên trong là một mảnh đen kịt như đêm khuya, các loại linh thảo mặc dù phải ở trong túi chữ vật một thời gian, có chút héo hon, lúc này lại được trồng xuống theo tập tính sinh trưởng nên rất nhanh khôi phục bừng bừng sinh cơ. Ngoài ra một ít hạt giống linh dược mới lấy được gần đây cũng được hắn gieo trồng xuống luôn, kể cả một viên mẫu đậu khác. Hiện tại đạo binh trong tay hắn có số lượng quá ít, khả năng sử dụng có hạn, nếu số lượng mà đủ nhiều thì mới có thể chân chính triển khai tác dụng của nó. Bên trong những loại linh dược này, vạn luân quả, lạc anh hoa, Huyết tinh ngẫu là ba chủ linh tài của vạn luân đan, tất nhiên là được Hàn Lập vô cùng coi trọng trồng tại chỗ tốt nhất, sử dụng linh thổ cũng là tốt nhất. Đặc biệt là đoạn huyết tinh ngẫu đấu giá được kia, hắn không tiếc bỏ ra tâm huyết chuyên môn xây dựng một cái linh trì, gieo trồng vào bên trong đó. Tất cả tài liệu phụ trợ vạn luân đan đã được hắn chuẩn bị đầy đủ, số lượng cũng đầy đủ, chỉ cần đào tạo ra đầy đủ số lượng ba loại chủ linh tài là có thể bắt đầu luyện đan được rồi. chương 356, Vạn Luân Đan Hàn Lập kiểm tra cẩn thận ba loại linh thảo này một lần nữa, sau đó giao trưởng thiên bình cho cử viên khôi lỗi, rồi phân phó nó đến hạn đổ linh dịch vào, sau đó rời đi, về tới mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay tài liệu luyện chế vạn luân đan cơ bản không có vấn đề, chỉ cần đợi thêm chút ít thời gian, rất nhanh có thể bắt đầu luyện chế rồi. Hiện tại điều để hắn quan tâm nhất chính là đạo đan, tài liệu chính cùng tài liệu phụ cơ bản đã không sai biệt lắm, chẳng qua là còn thiếu hai loại linh dược thiên tạo tham cùng lộ ngưng thảo, đến nay vẫn chưa có manh mối. Hàn lập nghĩ đến đây, lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh đeo lên mặt. Theo ánh sáng màu xanh chấp động, hắn lật xem thuần thục nhiệm vụ tuyên bố lúc trước, nhưng mà hai loại linh tài cần mua này vẫn không có đầu mối. Hắn suy nghĩ một lát, phất tay hủy bỏ nhiệm vụ lúc trước, sau đó lại tuyên bố nhiệm vụ một lần nữa. Bất quá thủ lao nhiệm vụ lần này tăng cao gấp ba lần. Tin tưởng với thủ lao cách xù lần này, chỉ cần chờ thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ có hồi báo. Sau khi làm xong, hắn thu hồi mặt nạ, lại lấy ra hai kiện chữ vật pháp khí, chính là vật lấy được từ hai gã tu sĩ thanh vũ đảo. Phóng xuất thần thức qua, hắn không khỏi lắc đầu. Gia thân của tu sĩ hắc Phong Hải vực so với tu sĩ ngoại giới quả thực kém không ít, trên thân hai người cơ bản không có đồ vật lọt vào mắt hắn, chỉ có một ít pháp bảo uy lực bình thường cùng với một ít tài liệu thường thấy. Bỗng nhiên, đuôi lông mày hắn khẽ nhướng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Vật này tìm được từ bên trong chữ vật pháp khí của gã đại hán đầu chọc, lớn cỡ lòng bàn tay, được chế tạo bởi một loại linh ngọc màu xanh, một mặt điêu khắc một đầu linh cầm màu xanh giống như phượng hoàng, mặt kia khắc một chữ vũ. Xem ra hẳn là lệnh bài thanh vũ đảo, trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, trên lệnh bài dường như không có tin tức gã đại hán đầu chọc kia, lại không quá giống lệnh bài thân phận, điểm này có chút kỳ quái. Hàn lập lại lật nhìn lệnh bài hai cái, liền thu vào, dù sao hắn cũng không có hứng thú với thế lực bản thổ hắc phong hải vực là thanh vũ đảo này, tự nhiên cũng không muốn tốn tâm tư đi nghiên cứu lệnh bài này rồi hắn nhắm hai mắt lại sau đó điều tức một chút bắt đầu tìm hiểu công pháp chân ngôn hóa luân kinh đệ tam trọng lại nói tiếp mặc dù đã đột phá đã đến chân tiên hậu kỳ nhưng hắn một mực vẫn không chính thức tu luyện công pháp chân ngôn hóa luân kinh đệ tam trọng bởi vì đệ tam trọng này so với hai trọng trước tối nghĩa khó hiểu hơn nhiều đến nay hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu thấu triệt hôm nay ba loại tài liệu luyện chế vạn luân đan cần có thời gian thúc đẩy phát triển vừa vạn nhân cơ hội này hắn hảo hảo tìm hiểu một phen tu luyện vốn không tuế nguyệt thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 30 năm. Đại môn động phủ Hàn Lập Thủy Trung vẫn đóng chặt, những năm gần đây chưa một lần mở ra, trên cánh cửa này đã sớm phủ đầy bụi bặm. Đương nhiên, thời gian này cũng không có người nào khác đến đây. Lúc này Hàn Lập đang đứng ở một chỗ trong dược viên động phủ, cẩn thận hái ba khối kim sắc linh quả từ một cây kim sắc linh thụ cao hơn một trường, chính là vạn luân quả. Hắn nhìn kim sắc linh quả trong tay, hài lòng gật đầu nhẹ, thu vào trong vòng tay chữ vật, sau đó quay người đi ra khỏi dược viên, đi đến hướng phòng luyện đan. Đi dọc đường đến một ngã ba, bước chân Hàn Lập ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong một gian mật thất. Đó là nơi bế quan của giải đạo nhân, ước chừng hơn 10 năm trước, gã đột nhiên đưa ra lời đề nghị Hàn Lập an bài một mật thất tu luyện. Việc này tất nhiên Hàn Lập sẽ không cự tuyệt, bất quá đến nay vẫn không hề có động tĩnh gì, cũng không biết gã đang làm gì. Hàn Lập lắc đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy không thể đoán được bộ tiên khôi lỗi này, dường như gã đang cất giấu bí mật gì đó không muốn người biết. Bất quá chỉ cần gã không gây bất lợi cho mình, hắn tự nhiên cũng lười quan tâm, dù sao sự tình cần làm trước mắt thật sự là nhiều lắm. Hàn lập nghĩ như vậy, quay người tiến vào bên trong luyện đan thất, sau đó mở cấm chế chung quanh ra rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong những năm này, hắn ngoại trừ cung ứng cho địa trích hóa thân, tuyệt đại đa số lục dịch đều dùng để thúc đẩy ba kiện chủ linh tài vạn luân quả, lạc anh hoa, huyết tinh nổ Đến lúc này, Cuối cùng thuốc ra một đám linh dược, ước chừng khoảng 30 phần, có thể bắt đầu thử luyện chế vạn luân đan rồi. Hàn lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, triệt để bình ổn tinh thần, sau đó mở hai mắt ra. Hắn vung tay lên, lấy ra ngân sắc lò đan, sau đó tay áo hất lên, một viên ngân quang hiện ra, ngân sắc tiểu nhân phóng ra, rơi vào phía dưới lò đan. Tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết vung lên, trên người ngân sắc hỏa diễm lập tức đại phóng, sau đó phân liệt ra hóa thành chín đạo hỏa diễm giống nhau như đúc, bao bọc phía dưới đáy lò đan. Hàn Lập vung tay lên lần nữa, một phần tài liệu luyện chế vạn luân đan phóng ra, chia làm 30 phần, xếp đặt chỉnh tề ở một bên. Những năm qua hắn đã nghĩ đến thuật pháp luyện chế vạn luân đan không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đã sớm thuần thục vô cùng. Hắn há miệng phun ra một cỗ ánh sáng màu xanh, chui vào trong lò đan, nắp lò lập tức tự dịch chuyển ra. Hàn Lập lấy ra một quả vạn luân quả, ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo kiếm quang màu xanh phóng ra, vây quanh linh quả loạn chảm một hồi trong nháy mắt chém linh quả thành một viên như bùn một hạt giống kim sắc đã sớm bị hắn lấy ra để ở một bên hắn cẩn thận đưa viên quả bùn kim sắc vào trong lò đan ngân sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào lò đan rất nhanh trở nên cực nóng không gì so được vạn luân quả bị hòa tan nhanh chóng hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng sau đó hàn lập lại lấy ra tài liệu màu trắng giống như keo đưa vào trong lò đan lần này bế quan liên đan trọn vẹn 3 năm một ngày này quang mang lóe lên trên đại môn luyện đan thất, cửa mở ra ầm ầm. Bóng người nhoáng một cái, Hàn Lập đi từ trong ra, trong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn, dường như tâm tình thật tốt. Hắn nhấc tay lên, thủ trưởng lật ngược lại, nơi lòng bàn tay lóe lên kim quang, bỗng nhiên nhiều ra một viên đan dược to cỡ hạt long nhãn. Đan này có màu vàng nhạt, tản ra kim quang nhu hòa, nhưng nếu quan sát kỹ lại phát hiện mặt ngoài tầng kim quang này, rõ ràng là do từng đường vân màu vàng nhạt rậm rạp như tơ tạo thành, thoạt nhìn huyền diệu dị thường viên đan nhỏ như vậy, mặt ngoài lại có hơn vạn đường vân màu vàng nhạt, chỉ sợ đây chính là vạn luân đan. Đan này là đan dược tinh tiến tu vi chân tiên hậu kỳ, không chỉ có tài liệu luyện chế để cho hắn hao tốn tâm huyết nhiều như vậy, mà quá trình luyện chế cũng cực kỳ phức tạp, là đan dược phức tạp nhất mà hắn luyện chế được cho đến bây giờ. Mặc dù tạo nghệ luyện đan chi thuật của hắn rất sâu, lại có chân ngôn bảo luân trì hoãn thời gian nghìn lần, nhưng trong một năm đầu, 10 phần tài liệu cũng vẻn vẹn thành công nửa lô, chỉ được 5 viên mà thôi. Nhưng những thất bại này lại làm cho hắn rút được không ít kinh nghiệm, thế cho nên về sau xác suất luyện chế thành công không ngừng tăng lên, cuối cùng trong thời gian 3 năm, với 30 phần tài liệu, luyện chế thành công 5 lô rưỡi, tổng cộng được 55 viên. Kỳ thật đừng nói 30 phần tài liệu luyện chế vạn luân đan, mặc dù là 10 phần, đối với địa đan sư bình thường cũng hầu như không có khả năng gom đủ trong thời gian ngắn, mà vượt qua xác suất thành công hai thành, thoạt nhìn cũng không cao, nhưng nếu bình giao tử phục sinh biết được việc này, chỉ sợ cả kinh cái cằm cũng muốn rớt xuống. Phải biết rằng, mặc dù là một quả vạn luân đan, nếu gặp được ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ làm cho Hùng Sơn gặp phải nguy hiểm cũng không chịu rời đi. Mặc dù Hùng Sơn là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, tài sản trên người xa xỉ, nhưng nếu nhận được một quả vạn luân đan, chỉ sợ cũng không nỡ nuốt vào, mà phải chờ tới thời khắc mấu chốt đả thông tiên khiếu mới dám phục dụng. Đan dược tinh tiến tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Hàn tiên vực, chỉ sợ cũng chỉ có lác đác vài loại, thậm chí ngay cả thế lực lớn như trúc long đạo cũng chưa chắc có bao nhiêu, nếu không tu sĩ kim tiên cảnh cũng sẽ không hiếm như vậy. Nhưng Hàn Lập lại không lo lắng chuyện này, theo thời gian trôi qua hắn vẫn có thể luyện chế thêm nữa, hoàn toàn có thể không ngừng phục dụng đan dược này trong quá trình tu luyện. Lúc này tâm tình Hàn Lập thập phần không tệ, nhưng không phải là do luyện chế ra số lượng không ít vạn luân đan, trọng yếu hơn là hắn phát hiện ra, trải qua 3 năm luyện đan chi thuật của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đạt đến bình cảnh hắn có một loại trực giác chỉ cần cố gắng vượt qua bình cảnh này thì thuật luyện đan sẽ tiến vào một cảnh giới cao hơn hàn lập hít sâu một hơi thu lại đan dược trong tay thần sắc khẽ động cất bước đi ra ngoài không bao lâu hắn lại đi tới dược viên đi dạo qua một vòng cuối cùng dừng lại ngay vị trí gieo trồng mẫu đậu lúc trước hắn phân phó cự viên khôi lối cứ cách một đoạn thời gian sẽ đem lục dịch nhỏ vào trong đó hôm nay đã qua nhiều năm như vậy mẫu đậu vẫn không có dấu hiệu nảy mầm Bất quá đã trải qua chuyện này, hắn cũng không có sốt ruột, lại quay người đi tới trước một mảnh linh trì màu trắng. Mảnh linh trì này lớn chừng 7-8 trượng, mặt ngoài bao phủ một tầng xương mù màu trắng nhàn nhạt, nhạt, Bên trong linh trì, mấy đóa hoa sen màu đỏ như máu phiêu bồng trên mặt nước, chỗ nhụy hoa mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia xương mù màu máu đang phiêu đáng, trong không khí tràn đầy vị ngọt, cực kỳ nồng đậm. Trong đám hoa sen có một đóa rất lớn, to chừng chậu rửa mặt, có loại cảm giác như hạt giữa bầy gà, mấy đóa hoa kia thì nhỏ hơn rất nhiều. Ánh mắt Hàn Lập nhìn xuống phía dưới đóa huyết sắc hoa sen kia, phía dưới linh trì là bùn đất màu đen, có một củ sen cực đại to cỡ thùng nước, dài hơn một trượng, mặt ngoài tản mát ra một tầng huyết quang nồng đậm, hơn nữa cực kỳ sáng long lanh óng ánh. Bên trên ngó sen lớn sinh trưởng mấy cây tử ngẫu nhỏ, bất quá vô luận kích thước hay là màu sắc đều chênh lệch rất nhiều so với ngó sen lớn kia. Một nơi trên ngó sen lớn này đột nhiên hiện ra màu sắc u ám, giống như bị nhiễm mực, nó to cỡ nắm tay, màu sắc rất tối rất dễ làm người khác chú ý ngó sen lớn này là năm đó hắn lấy được từ huyết tinh ngẫu kia với tư cách ngó sen mẫu lại tiếp tục sinh sôi nảy nở dùng cung cấp tài liệu chính luyện chế vạn luân đan trải qua những năm này được lục dịch liên tục quán chú ngó sen này tối thiểu cũng đạt hai ba mươi vạn tuổi rồi tài liệu chính niên đại càng cao thì càng ảnh hưởng đến việc luyện thành đan cùng công hiệu của vạn luân đan sau này bất quá hàn lập rời ánh mắt nhìn về phía khối u ám nằm mặt ngoài ngó sen màu máu cái này là khối cộng sinh văn, những năm này cũng đã xảy ra một chút biến hóa, không chỉ bề ngoài lớn lên mà màu sắc càng tối hơn, dường như trong đó mơ hồ hiện ra một ít đường vân, giống như diệp mạch nào đó của phiến lá. Hơn nữa, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc chi lực nhẹ nhẹ. Đây cũng không phải là thời gian pháp tắc, mà là một loại pháp tắc chi lực nào đó. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm khẽ động lúc trước bên trong khối cộng sinh văn này tuyệt đối không có bất kỳ chấn động pháp tác chi lực nào. Lúc này xảy ra biến hóa, hẳn là do những năm qua được lục dịch rót vào. Tương lai mảnh cộng sinh văn này còn có thể sinh ra loại biến hóa nào đó, hắn không khỏi dâng lên một tia hứng thú trở lại. chương 357, một bước cuối cùng, Hàn Lập ở bên cạnh Linh trì màu trắng một hồi, sau đó quay người đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, hắn lập tức ngã đầu ngủ say. Ba năm này không ngủ không nghỉ luyện chế vạn luân đan, Toàn bộ quá trình cần tập trung tinh thần, không dám mảy may qua loa, đồng thời còn phải tính toán thời điểm thúc dục chân ngôn bảo luân, mặc dù là với tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ cùng thần thức chi lực mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt rồi. Trước khi tiếp tục tu luyện, cần phải khôi phục tốt đã, lại để cho thể xác và tinh thần, pháp lực đều đạt đến trạng thái đỉnh phong mới được. Một giấc ngủ này trọn vẹn đến 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau, tinh thần Hàn Lập vô cùng phấn chấn đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm một bình ngọc màu xanh thân bình hơi nghiêng từ đó đổ ra một viên đan dược màu vàng nhà to cỡ hạt long nhãn chính là vạn luân đan hàn lập dùng hai ngón tay trắng nõn kẹp lấy viên đan dược suy nghĩ một lát sau đó đưa vào trong miệng ngửa đầu nuốt xuống vạn luân đan vào miệng rất nhanh hòa tan chảy vào bụng hóa thành một luồng nhiệt lực cường đại như dòng nước ấm kỳ kinh bát mạch trong người du tẩu lên lông mày hàn lập nhăn lại một chút cảm thấy dòng nước ấm này tựa như vạn con tuấn mã được lệnh lao nhanh đi chảy nhanh đến các gân mạch trong người dần dần tạo thành từng vòng xoáy nước ấm ở các nơi, dẫn tới gân mạch phình to, đau đớn một hồi. Sau một lúc lâu, lông mày hàn lập dần dần giãn ra, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Dược lực vạn luân đan so với hắn phỏng đoán lúc trước còn lớn hơn một ít. Hắn thở nhẹ ra một hơi, thu liếm tinh thần lại, yên lặng vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh, bắt đầu vong ngã khổ tu. Một tầng kim quang nhu hòa nổi lên, bao phủ thân thể của hắn. Xuân đi đông đến, bốn mùa thay đổi, một năm tiếp theo một năm trôi qua. Cửa lớn bên ngoài động phủ bị bụi bám càng ngày càng dày, giờ phút này đã hầu như nhìn không ra trên vách núi đá có một đại môn. Hơn 500 năm, với phàm nhân là một đoạn tuế nguyệt dài rằng rạc vô cùng, thậm chí có thể thay đổi cả vương triều, chủng tộc di chuyển, nhưng đối với người tu luyện chẳng qua chỉ là một lần bế quan mà thôi. Một ngày này, trên không hòn đảo chợt gió dục mây vần nổi lên, vô số mây đen từ hư không xuất hiện, trong đó hiện lên từng đạo hồ quang điện. Trong vòng vạn dặm, thiên địa linh khí kịch liệt cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy linh khí to lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động. Giữa không trung hiện ra vô số quang đoàn linh lực mắt thường có thể thấy được, theo vòng xoáy linh khí chuyển động, hội tụ về đảo nhỏ. Một đảo nhỏ vô danh ngoài trăm dặm, trên mặt biển nơi này có một tòa đảo nhỏ màu sắc đỏ rực. Đảo này rất nhỏ, phạm vi chỉ có gần dặm, mọi nơi trên đảo là một màu đỏ tươi do san hô trồng chất thành, dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Nước biển bên cạnh đảo san hô bỗng cuồn cuộn, dầm ao ao, một tiếng, một đầu yêu thú đỏ thấm chui ra khỏi mặt nước. Yêu thú này dài hơn 10 trượng, vẻ ngoài tựa như một đầu heo, toàn thân mọc đầy lông mau màu đỏ đậm, phảng phất như cương châm dựng đứng, bên miệng có hai cái răng nanh màu trắng dài ra, lóe ra hàn quang như kim loại. Điều đặc biệt kỳ lạ chính là, dưới thân con thú này mọc ra sáu chân. Ngoại hình con thú này kỳ dị, nhìn có chút dữ tợn, nhưng thân hình mập mạp, tròn vo, phảng phất như một trái dưa hấu, không có chút khí phách nào, ngược lại thoạt nhìn có chút buồn cười. Nếu là có tu sĩ quen thuộc ở Hắc Phong Hải vực lúc này, tự nhiên có thể biết, con thú này chính là một yêu thú cấp thấp thường thấy ở Hắc Phong Hải vực tên là Trư Đồn thú, nhưng hôm nay khí tức tản mát ra, không ngờ đã đạt đến cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ. Thân thể tròn trịa của con thú này mãnh liệt bạo tăng, miệng mở lớn, lập tức phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Một ít quang đoàn linh khí từ không trung lập tức bay hạ xuống, chui vào trong miệng nó trên người chư đồn thú hiện ra một tầng hồng quang, lập lè bất định. Xa xa trên đảo nhỏ, dị tượng hùng vĩ rằng có khoảng một canh giờ, lúc này mới chậm rãi tiêu tán, quang đoàn linh khí trên không trung cũng theo đó biến mất. Chư đồn thú ngậm miệng lại, ngừng hấp lực, hồng quang trên người thoạt nhìn sáng hơn một ít so với trước. Con thú này nhìn về hòn đảo xa xa, vẫn chưa thỏa mãn kêu lên hai tiếng. Nó chiếm giữ nơi này đã lâu, mấy trăm năm trước có một tu sĩ nhân loại vô cùng lợi hại đến hòn đảo này, một ít yêu thú phụ cận có tu vi cao thâm đều nhao nhao rời đi. Bất quá khi đó linh trí nó vừa mới mở ra, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê, nên không có ly khai. Còn tu sĩ nhân loại kia vẫn cư trú ở chỗ này, về sau cũng không ra tay với các tiểu yêu thú phụ cận, mà một mực đóng cửa không ra. Những năm gần đây chưa đồn thú một mực sinh sống an ổn tại đây, hơn nữa bởi vì toàn bộ các yêu thú lợi hại khác đã rời đi, sinh hoạt của nó ngược lại phi thường không tồi. Về sau bất chi bất giác linh trí nó mở rộng ra, Quyền hành tăng liên tục, vẫn cứ lựa chọn không có ly khai. Về phần lý do lưu lại, là do trên hòn đảo kia, cứ cách một đoạn thời gian mấy trăm năm sẽ xuất hiện vòng xoáy linh khí to lớn như vừa rồi, đến nay đã xuất hiện 11 lần. Trừ đồn thú mỗi lần đều thi triển thần thông Thiên Phú, hấp thu một chút quang đoàn linh khí thực chất hóa, làm cho tu vi tăng lên, ngắn ngủn thời gian mấy trăm năm, từ lúc thú con luyện khí kỳ vừa mới mở ra linh trí, tăng lên tới cảnh giới bây giờ. Chư đồn thú lại hung hăng nhìn về hướng đảo nhỏ mấy lần, tu vi của nó đã gần tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nếu dị tưởng vừa rồi lại kéo dài thêm một chút, không chừng đã giúp nó đột phá cảnh giới. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau, nội tâm chưa đồn thú suy nghĩ như vậy, nó lắc lắc cái đuôi, chui vào trong nước. Bên trong động phủ, kim quang lượn lờ quanh thân hàn lập, toàn thân tản mát ra một hồi uy áp vô cùng to lớn. Toàn thân của hắn lập lè một đám quang điểm màu vàng, thình lình đã đạt đến 35 điểm. Kim sắc quang mang chợt hiện một hồi, sau đó chậm rãi thu lại. Hàn Lập mở to mắt, trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn. Những năm này tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủn hơn 500 năm đã đả thông liên tục 11 cái tiên khiếu. Nếu để ngoại nhân biết rõ tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ sẽ kinh hãi trợn mắt há mồm. Nhưng nếu là để cho những người khác biết rõ, hắn cơ hồ phục dụng vạn luân đan như đan dược phổ thông, chỉ sợ mặc dù là kim tiên, đều muốn ghen ghét đến hộp máu. Kỳ thật mà nói, 500 năm có thể đả thông 11 cái tiên khiếu, cũng là ngoài suy đoán của Hàn Lập. Dựa theo hắn phỏng đoán ban đầu, nếu muốn đạt đến cảnh giới này, không có thời gian nghìn năm là không thể nào đấy, không nghĩ tới 500 năm liền làm được. Trừ điều đó ra, còn có một vấn đề ở đan này cũng làm cho hắn khó hiểu, chính là dược tính không có suy giảm. Những năm này một mực phục dụng vạn luân đan, cũng không như các loại đan dược khác, xuất hiện vấn đề dược hiệu suy giảm theo thời gian phục dụng. Đối với vấn đề này hắn tự nhiên cũng bỏ ra một phen tâm tư muốn tìm ra nguyên nhân trong đó, nhưng thử nhiều loại biện pháp cũng không thu hoạch được gì đối với chuyện này hắn tự nhiên cũng không có suy nghĩ quá nhiều, dù sao đây cũng không phải là chuyện xấu, nếu không hắn ngược lại càng thêm nhức đầu. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều việc này nữa, chợt mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trước mắt, tiên khiếu trên người hắn đã đả thông 35 cái, tiếp theo chính là đả thông tiên khiếu thứ 36, trùng kích kim tiên cảnh giới. Nếu có thể thành công vượt qua, liền có thể trở thành một vị kim tiên. Kim tiên cùng chân tiên, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, vô luận thực lực hay là địa vị đều là ranh giới giữa trời và đất, nhưng độ khó đột phá cực kỳ lớn, thậm chí có thể so với năm đó tu sĩ đại thừa kỳ độ kiếp thành tiên ở linh giới. Muốn trùng kích bình cảnh này, ngoại trừ cần đả thông tiên khiếu thứ 36 bên ngoài, phiền toái nhất là suy cuối cùng thuộc thiên nhân tam suy, chính là khiếu suy. Lại nói tiếp, Hàn Lập tu luyện đến nay cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì về suy này, bất quá những năm qua tai nghe mắt thấy, cũng biết sự lợi hại của tam suy, dù với thần thông của hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Muốn chống lại thiên nhân tam suy, phương pháp thực tế nhất đối phó là nắm giữ chính thức pháp tắc chi lực. Hắn tu luyện thời gian pháp tắc, là một trong tam đại trí tôn pháp tắc, nếu có thể chính thức nắm giữ, dù là mảy may, lúc chống cự tam suy chân tiên cảnh, chỉ sợ đều có thể thu hoạch hiệu quả kỳ diệu. Nhưng những năm này hắn nghĩ hết biện pháp cũng không thể nào thành công, hiện tại hy vọng lớn nhất là có thể luyện chế ra một quả đạo đan. Hàn Lập đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra mật thất, rất nhanh đi tới một khu vực ở dược viên. Nơi này là một mảnh linh thổ đen kịt, trong không khí tản mát ra một cảm giác ướt lạnh. Bên trong linh thổ là một cây linh sâm màu trắng, bên ngoài sáng lóng lánh long lanh, phảng phất như điêu khắc từ bạch ngọc thành, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Vật này chính là thiên tạo sâm, là một trong hai loại tài liệu đạo đan mà hắn còn thiếu lúc trước. Những năm này hắn không tiếc bỏ ra giá cao, cuối cùng công phu không phụ lòng người, từ bên trong vô thường minh lấy được một cây non thiên tạo sâm. Hàn lập nhìn xem linh sâm màu trắng, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu. Cây non thiên tạo sâm này tới tay, hắn lập tức để cho cự viên khôi lỗi dùng lục dịch thúc dục. Hôm nay xem ra, quá trình thúc đẩy có chút thuận lợi, đã đạt hơn 10 vạn năm tuổi, đủ để dùng luyện đan rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu lộ ngưng thảo thôi, mặc dù hắn ra giá cao cầu mua, vẫn không có chút tin tức dược thảo này. Việc này vốn có thể ngộ nhưng không thể cầu, hôm nay thân ở Hắc Phong Hải Vực, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức từ mỗi con đường vô thường minh mà thôi. Hàn Lập khẽ thở dài, lần nữa về tới mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay mặc dù đạo đan không thể nào luyện chế, nhưng đương nhiên hắn cũng không muốn ngồi không chờ, mà là thử trùng kích tiên khiếu thứ 36 cuối cùng, tối thiểu cũng muốn đả thông nó hơn phân nửa, triệt để đẩy tu vi tới chân tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi hãy nói. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lại lấy ra một quả vạn luân đan đưa vào trong miệng, nhắm mắt tu luyện. Biển rộng sóng to vạn khoảng, vòng trời lăn tăn các gợn mây, hải vực từ xưa tới nay tựa hồ đã là bộ dạng như thế, Vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa, thời gian trôi qua làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Trong nháy mắt lại trôi qua năm sáu chục năm, trên đảo San Hô cách trăm dặm, mặt biển gợn sóng khẽ đảo, một đầu hải thú đỏ thấm hiển hiện ra, chính là đầu chư đồn thú kia, nó đang nhìn về phía hòn đảo xa. Dựa theo kinh nghiệm của nó trước đó, vòng xoáy linh khí kia hẳn là sắp xuất hiện. Mấy năm này, cơ bản mỗi ngày chư đồn thú đều đi ra xem xét một phen, e sợ bỏ lỡ mất cơ duyên. Nhưng mà khoảng cách thời gian mà nó dự tính đã qua gần 10 năm, vòng xoáy linh khí kia vẫn một mực không có xuất hiện. Chẳng những như vậy, một tia động tĩnh trên đảo cũng không thấy, trước đây ít năm cũng có khi xuất hiện một ít dị tượng linh lực chấn động, những năm này lại một mực không có xuất hiện qua. chữ đồn thú nhìn về hòn đảo xa xa, ánh mắt dần dần có chút lo lắng, tu sĩ nhân loại kia không phải đã ly khai nơi này a. À. Nó do dự liên tục, rốt cuộc thân hình vẫn phóng xuống, bơi về hướng đảo nhỏ chương 358, chư đồn thú tặng thạch. Khoảng cách chăm dặm với tu vi nguyên anh hậu kỳ của chư đồn thú bây giờ cũng không coi vào đâu, không bao lâu đã đi tới phụ cận hòn đảo. Nó tận lực thu liếm khí tức trên người, bơi dọc theo dìa hòn đảo đến phía động phủ tu sĩ nhân loại kia. Sau một lát, chư đồn thú đã đi tới gần động phủ, nó nhìn về phía chỗ đó. Đập vào mắt nó là một cánh rừng rậm rạp, gió biển thổi qua rừng cây rung động rào rào, cành lá dao động, nhìn không ra điều gì khác thường. Con thú này nhìn chằm chằm thật lâu vào một chỗ trong rừng cây, miệng nó trương lên. Một đạo ánh sáng màu lam hơi yếu bắn ra, đánh tới chỗ rừng rậm. Ánh sáng màu lam đụng đến rừng cây, liền chui vào trong đó như trâu đất xuống biển, không có chút động tĩnh nào. Trong mắt chưa đồn thú vui vẻ, cấm chế nơi này vẫn còn, xem ra tu sĩ nhân loại cũng chưa có ly khai. Trong lòng nó buông lỏng, đang muốn quay người rời đi. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ không hề báo trước từ bên cạnh truyền đến. Chư đồn thú giật mình một cái, quay đầu nhìn lại, cơ hồ ba hồn bảy vía bị dọa ra. Chỉ thấy bờ bên cạnh cách đó không xa, một nam tử áo xanh đang đứng nhìn mình mỉm cười, đúng là tên tu sĩ nhân loại nó đã từng gặp rất nhiều năm trước. Chư đồn thú quát to một tiếng, thân thể uốn éo, tính bỏ chạy về phía mặt biển. Nam tử áo xanh cười nhạt một tiếng, một tay chảo vào hư không. Dâm ao ao, mặt nước biển bị cuốn dựng lên, bay lên không trung, thân thể chư đồn thú bị nước biển bao bọc, không thể động đậy chút nào chư đồn thú nguyên anh hậu kỳ, xem ra cũng hiếm thấy. Nam tử áo xanh nhìn yêu thú trong nước biển, nhàn nhạt, nhạt, nói ra. Người này chính là Hàn Lập, chẳng qua giờ phút này lông mi không động, tựa hồ có chút buồn phiền. Những năm này hắn tiếp tục bế quan khổ tu trong động phủ, ý đồ đả thông tiên khiếu thứ 36. Nhưng mà tình huống vượt quá dự liệu của hắn, mấy chục năm qua, tuy rằng hắn không ngừng phục dụng vạn luân đan, thậm chí tìm cách giải quyết trong vô thường minh, nhưng tiên khiếu cuối cùng này lại không có chút động tính. Một ngày này, trong lòng hắn phiền muộn, ý định đi ra động phủ giải sầu, không nghĩ tới lại gặp con yêu thú này. Chư đồn thú hoảng hốt, liên tục gào thét, sáu chân ngắn ra sức giấy ruộng, nhưng không có chút tác dụng nào. Thanh âm của nó bén nhọn, giờ phút này ra sức giấy ruộng gào thét, giống như một đầu phì chư rú thảm trước khi chết, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hàn lập bị nó trêu chọc vui lên, cười khẽ hai tiếng, cảm giác phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi hắn cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng ra, một viên đan dược màu lửa đỏ bắn ra, lóe lên chui vào trong miệng rộng của chư đồn thú rồi biến mất. Nó cả kinh lần nữa, tiếng kêu im bặt, tiếp theo mặt ngoài thân thể tròn trịa lập tức ánh sáng màu đỏ đại phóng, chợt hiện không thôi, tản mát ra khí tức cuồn cuộn kịch liệt, nhanh chóng tăng lên. Chư đồn thú còn muốn kêu la, thấy tình hình này trên mặt nó lộ ra vẻ mờ mịt, cũng ngừng dẫy dụa lại. Biến hóa trên người nó vẫn còn tiếp tục, ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, rất nhanh đột phá bình cảnh, khí tức cuồn cuộn ổn định lại, thình lình đột phá đến hóa thần kỳ. Cùng lúc đó, làn da của nó nguyên bản màu đỏ, một hồi hào quang chợt hiện, sau đó màu đỏ đều biến mất, toàn thân biến thành màu trắng như tuyết. Cơ bắp dưới bụng nó nhúc nhích một hồi, nhô ra hai cái chân ngắn ngủn, dường như lại muốn mọc ra hai cái chân heo nữa. Nhanh như vậy lại mọc ra hai chân, xem ra tư chất của ngươi không tệ. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày trao lên, thì thào tự nói một tiếng, sau đó buông bàn tay xuống. Dâm ao ao, một tiếng, nước biển bao trùm chư đồn thú mất đi lực lượng đều rơi xuống biển. Chư đồn thú cũng khôi phục tự do, nhưng không có bay đi, mà đứng ở không trung ngơ ngác nhìn hàn lập. Tiểu chút chít, ta đã giúp người đột phá bình cảnh hóa thần kỳ, còn chưa đủ. Hàn lập khẽ cười nói, chư đồn thú nháy mắt nhìn hàn lập một hồi, chợt nhanh chóng quay người bay vào mặt biển, biến mất bên trong sóng cả minh mông. Hàn lập cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại nhìn về mặt biển xa xa. Trong lòng hắn tuy phiền muộn, nhưng cũng không có nôn nóng. Kim tiên cảnh giới khó đột phá vốn là chuyện bình thường, nếu không tu sĩ kim tiên cảnh cũng sẽ không hiếm như thế, còn làm thế nào để đột phá bình cảnh này, tạm thời hắn không có phương pháp xử lý. Sắc trời rất nhanh mở đi, trời chiều hạ dần, màn đêm buông xuống, nổi lên từng ngôi sao. Hàn lập nhìn xem tinh không trên đỉnh đầu, chợt giật mình khẽ, sau một khắc con mắt đột nhiên sáng lên hắn lật tay lấy ra một vật, là một phiến đá màu nâu xanh, hai mặt cũng khắc rậm rạp chẳng chỉ chữ cổ chuyện nhỏ, chính là năm đó hắn lấy được từ lãnh diễm lão tổ, là bộ đại chu thiên tinh nguyên công. Hàn lập đạt được công pháp này, không lâu sau liền xảy ra các loại sự tình dối đầu, làm hắn quên mất đại chu thiên tinh nguyên công, khối phiến đá này cũng bị hắn một mực đặt sâu bên trong túi chữ vật. Hắn nhìn qua phiến đá trong tay, ánh mắt chấp động. Năm đó tại linh hoàn giới đạt được tiểu bắc đầu tinh nguyên công, về sau tu luyện ra bảy cái huyền khiếu, sau đó lại tu luyện đả thông thêm 7 cái tiên khiếu, hầu như không có tiêu phí bao nhiêu khí lực. Nếu như hắn đoán không sai, giữa huyền khiếu cùng tiên khiếu có lẽ có liên quan nào đó, có lẽ hắn nên đả thông 36 cái huyền khiếu trước, sau đó đả thông tiên khiếu thứ 36, khả năng sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không có quay lại động phủ, liền cầm lấy phiến đá, ngồi xếp bằng tại chỗ trên mặt đất. Năm đó hắn lấy được công pháp này, về sau chỉ mơ hồ lật nhìn một chút, cũng không có xem kỹ. Hàn lập tìm hiểu bản thượng công pháp trên phiến đá, sắc mặt vui mừng chậm rãi thu lại. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như đoán không lầm, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công cùng Tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên Công năm đó quả nhiên là công pháp nhất mạch tương thừa, hơn nữa càng thêm huyền diệu, trong đó cũng ghi lại phương pháp đả thông huyền khiếu. Chẳng qua lãnh diễm lão tổ đã từng nói, trên phiến đá này chỉ ghi chép nửa bộ công pháp, chỉ có thể đả thông 18 cái huyền khiếu, nói cách khác, muốn đả thông 36 huyền khiếu xem ra còn cần nửa bộ công pháp tiếp theo mới được nửa bộ đại chu thiên tinh nguyên công là lãnh diễm lão tổ lấy được từ bên trong một di tích nếu muốn lấy được nửa bộ công pháp còn lại chỉ sợ vẫn phải từ chỗ người này mới có được trong lòng của hắn có chút ảo não sớm biết như thế năm đó đã lên tiếng hỏi rõ thân phận chân thật của lãnh diễm lão tổ mới phải bây giờ muốn tìm lại lãnh diễm lão tổ cũng không hề dễ dàng từ tình huống trận chiến thánh khôi môn năm đó lãnh diễm lão tổ hẳn là gia nhập thập phương lâu nhưng tổ chức thập phương lâu lớn như thế ở trong đó tìm được một người không khác gì mò kim đáy biển huống chi hắn cũng không hiểu rõ lắm về thập phương lâu thân phận của các thành viên trong tổ chức này chỉ sợ là cùng một dạng với vô thường minh cũng không rõ ràng hắn đứng lặng tại chỗ một lát sau đó lắc đầu thu phiến đá vào việc này cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu các loại sự tình sau này hãy tính tiếp hàn lập quay người đi về phía động phủ bất quá mới vừa đi hai bước liền ngừng lại quay người nhìn lại phía mặt biển nương theo một tiếng kêu mơ hồ có vẻ lo lắng chuyển đến, rầm ao ao, một tiếng, mặt biển tách ra, đầu chư đồn thú kia chui ra, bay đến bên cạnh hàn lập. Nó mở miệng ra, một khối đồ vật đen xì từ bên trong văng ra, rơi vào bên chân hàn lập, lăn lăn sau đó ngừng lại. Miệng chư đồn thú phát ra thanh âm suy suy, phía trên thình lình có vài dấu vết màu đen, chảy ra một ít máu loãng đỏ thấm, tựa hồ bị cái gì đó ăn mòn. Đuôi lông mày hàn lập trao lên, phất tay đánh ra một cỗ ánh sáng màu xanh, chui vào trong cơ thể chư đồn thú. Vết thương nơi miệng con thú này lập tức khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được. Chư đồn thú khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trong miệng phát ra thanh âm ôi ôi, nghe tựa hồ có chút ý tứ nịnh nọt, cái đuôi cũng bắt đầu lay động. Hàn lập không có tiếp tục để ý con thú này, cúi người nhặt vật màu đen trên mặt đất lên. Vật này là một hòn đá màu đen, lớn cỡ nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài tản mát ra hào quang đen kịt. Lúc này mặc dù là ban đêm, nhưng vật ấy phát ra hắc quang rất dễ làm người khác chú ý, dường như có thể thôn vệ hết thảy hào quang vào. Lông mày Hàn Lập chợt nhíu một cái, ngón tay cầm lấy tảng đá đau đớn một hồi, chợt mặt ngoài ngón tay lóe lên hào quang màu bạc nhạt, hiện ra một màng mỏng hơi mờ. Tảng đá kia tỏa ra hắc quang tựa hồ mang theo một loại lực lượng ăn mòn cổ quái nào đó, mặc dù lấy thân thể hắn lúc này, trực tiếp tiếp xúc cũng không cách nào thừa nhận. Hàn Lập suy nghĩ một lát, thả ra thần thức chui vào bên trong hòn đá màu đen, bắt đầu tra xét rõ ràng. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Trong hòn đá màu đen này ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng đặc thù, cũng không phải lực lượng pháp tắc, bất quá vô cùng huyền diệu, lấy kiến thức của hắn cũng nhận không ra đây là vật gì. Ngươi muốn tặng thứ này cho ta? Hàn lập nhìn về phía chư đồn thú, mở miệng hỏi. Con thú này lập tức gật đầu, vật ấy rất kỳ lạ, ta cũng không biết là vật gì, người lấy nó từ chỗ nào. Hàn lập lại hỏi, chư đồn thú quay người nhìn về phía xa, miệng khép mở muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng kêu ôi ôi trong mắt hiện ra vẻ lo lắng hàn lập cười nhạt một tiếng ngón tay đưa ra một đạo ánh sáng màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra chui vào cổ họng chưa đồn thú yêu thú muốn mở miệng nói chuyện cần phải luyện hóa một đốt xương nơi cổ họng tu vi chưa đồn thú mặc dù không tệ nhưng vẫn chưa thể luyện hóa đốt xương này ánh sáng màu xanh ở trong cổ nó chợt lóe lên lập tức tiêu tán ra trước thế hệ chư đồn thú mừng rỡ trong miệng phát ra thanh âm đông cứng tốt rồi hiện tại có thể nói cho ta biết lai lịch vật ấy đi Hàn lập nói ra vâng vật ấy là rất nhiều năm trước ta ách đi theo cha mẹ từ nơi khác di chuyển đến đây ách từ một hòn đảo phụ cận lấy được chư đồn thú nói ngập ngừng a à, còn nhớ đó là hòn đảo nào không ánh mắt Hàn lập sáng lên lập tức hỏi cái này thời gian quá lâu khi đó linh trí ta cũng chưa mở hoàn toàn nhớ không rõ lắm chư đồn thú nói xong lời nói bắt đầu trôi chảy dần hàn lập nghe vậy vung tay lên mặt biển bay lên một cỗ nước biển ngưng tụ thành một màn nước phía trên hiện ra một bộ địa đồ tường tận đúng là địa đồ hắc phong hải vực ngươi xem địa đồ này có thể nhớ đại khái ở nơi nào không hắn lại hỏi con mắt chư đồn thú nhìn về phía màn nước nhìn một hồi lâu ánh mắt rơi vào một nơi có chút không tự tin nói hẳn là ở chỗ này hàn lập nhìn theo vị trí chư đồn thú nhìn sắc mặt chợt hơi ngẩn ra. Vị trí chư đồn thú nhìn, hắn đã từng đi qua, chính là năm đó chấp hành nhiệm vụ lần thứ nhất ở Vô Thường Minh, là tòa Hồng Nguyệt Đảo. Là tìm được ở chỗ này, Hàn Lập thì thào tự nói, chẳng lẽ lại trùng hợp. Ta cũng không dám xác định, hẳn là chung quanh nơi đây, chư đồn thú thấy thần tình Hàn Lập ngưng trọng, tâm thần có chút bất định nói. Không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, đúng rồi, trong tay ngươi còn có hòn đá màu đen này nữa không? Hàn Lập khoát tay áo, lại hỏi. mươi 359, trả lời. Không có, chỉ có một khối này thôi, ta vốn muốn giữ lại từ từ suy nghĩ tìm cách sử dụng. Bất quá thứ này quá mức tà dị, ta căn bản nắm giữ không được, vẫn là nên tặng cho tiền bối đi. Chư đồn thú cúi đầu, sụp nghi thuận mắt nói. Hàn Lập nghe vậy mỉm cười, cong ngón tay búng ra một quả đan dược tới nó. Chư đồn thú đại hỉ, lập tức há miệng nuốt đan dược vào, hào quang bên ngoài thân lập lè một hồi, khí tức ẩn ẩn lại tăng thêm vài phần đi thôi việc ở nơi này không được để lộ ra ngoài mảy may hàn lập thản nhiên nói chư đồn thú vội vàng gật gật đầu to quay người bay trở về mặt biển bơi về phía xa hàn lập nhìn con thú này ly khai hơi trầm ngâm lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đỏ nhạt hộp này dùng một loại noãn ngọc đặc thù chế tác thành ôn nhuận bóng loáng toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức ôn nhuận hắn để hòn đá màu đen vào trong hộp hắc quang chiếu dọi trên vách hộp vách hộp vẫn bình thường vô sự. Hàn lập thu hộp ngọc về, tán đi chân cực chi mô bao trùm bàn tay, quay người trở về động phủ. Hắn vẫn chưa quay về mật thất, mà đi thẳng tới khu vực gieo trồng mẫu đậu ở Dược Viên. Những năm này vì cố đả thông tiên khiếu thứ 36, hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, không có phân thần đi cô động tinh hạt. Trước đây luyện chế vạn luân đan cũng không thiếu, nên hắn phân phó cử viên khôi lỗi đem lục dịch đi thúc mẫu đậu. Ánh mắt hàn lập quét qua, hai mắt sáng ngời chỉ thấy mẫu đậu bất ngờ đã nảy mầm, dài ra mấy rễ cây non nớt, một ấu mầm xanh nhạt rất nhỏ từ bên trong linh thổ chui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một cây non nho nhỏ, lại tản mát ra một gỗ sinh cơ cường đại. Hắn quan sát cẩn thận tình huống ấu mầm, vẫn giống như trước kia, trên hai mảnh mối lá sinh trưởng từng vòng đường vân kim sắc mơ hồ. Trên mặt hàn lập lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nhẹ. Những năm này hắn nghiên cứu phương pháp đào tạo đậu binh mà hô ngôn lão đạo truyền cho, nên có chút kinh nghiệm với việc đào tạo đậu binh, không giống như lúc trước phải tự mò mẫm tìm đường đào tạo đậu binh khó khăn nhất chính là tốn thời gian để cho mẫu đậu nảy mầm chỉ cần mẫu đậu nảy mầm xem như thành công một nửa tiếp theo chỉ cần hảo hảo đào tạo rất nhanh có thể tạo ra một đám đậu binh cũng lần nữa có được mẫu đậu hàn lập nghĩ đến đây lại quan sát tình huống mẫu đậu một hồi sau đó ly khai dược viên đi đến mật thất đi qua một góc hắn lại nhìn về phía gian phòng đang đóng chặt cửa lại nói tiếp giải đạo nhân cũng giống như mình đã bế quan mấy trăm năm rồi, đến nay vẫn không có chút dấu hiệu nào đi ra, cũng không biết đến tột cùng đang làm cái gì. Hắn thu hồi ánh mắt, đi vào trong mật thất khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra mặt nạ vô thường minh, kích phát cấm chế, sau đó mở ra giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tìm kiếm lộ ngưng thảo đến nay vẫn không có hồi báo. Việc này đã sớm sở liệu, hắn thở dài, sau đó lại ban bố hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm kiếm công pháp nguyên vẹn đại chu thiên tinh nguyên công, nhiệm vụ còn lại là tìm kiếm tin tức về khối đá màu đen hắn vừa mới nhận được. Vật ấy chẳng biết tại sao lại cho hắn một loại cảm giác phi thường đặc biệt. Làm xong hết thảy, Hàn Lập tĩnh tọa một lát, gọi cử viên khôi lối qua, tiếp nhận trưởng thiên bình từ tay nó. Trong bình ngưng tụ ra một giọt lục dịch, đang chuyển động nhẹ nhàng. Hắn lắc nhẹ trưởng thiên bình, rồi đặt nó bên cạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ông, kim quang trên thân Hàn Lập đại phóng, chân ngôn bảo luân sau lưng hiển hiện ra, xoay tròn nhẹ nhàng phía trên bảo luân từng đoàn thời gian đạo văn hơi mở linh động vô cùng chớp động lên tản mát ra một cỗ chấn động thời gian pháp tác chi lực trong tay hắn bấm niệm pháp quyết một điểm chân ngôn bảo luân từ sau lưng bay lên rơi vào trước người hôm nay số thời gian đạo văn trên bảo luân so với năm đó nhiều hơn một ít đã đạt đến 130 đoàn năm đó lúc còn ở chân tiên cảnh trung kỳ thông qua tinh hạt thời gian hắn đã gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân đến 108 đoàn về sau lại đả thông tiên khiếu nhưng thời gian đạo văn trên chân môn Bảo Luân vẫn không hề gia tăng chút nào, tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Hôm nay hắn tiến giai chân tiên cảnh hậu kỳ, lại đả thông 11 cái tiên khiếu, thời gian đạo văn trên bảo luân lại lần nữa gia tăng. Đã như vậy, Hàn Lập cầm lấy Trường Thiên Bình bên cạnh, rót tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó. Ầm ầm, thiên địa linh khí gần động phủ lập tức cuồn cuộn kịch liệt, hình thành một dòng suối linh khí cự đại, thiên địa linh khí hóa thành vô số ánh sáng óng ánh, hội tụ vào bên trong hư không rung động lắc lư nhấc lên trận trận cuồng phong mặt biển sóng giữ phiên cổn dị tượng kinh người rằng có đến ba ngày sau đó tiêu tán đi bên trong động phủ trong tay hàn lập ngưng tụ ra một miếng tinh hạt thần sắc thoáng có chút mỏi mệt dùng tiên linh lực của hắn lúc này ngưng tụ tinh hạt đã nhẹ nhõm hơn không ít không như lúc trước cơ hồ bị rút hết hàn lập điều tức một lát tay bấm niệm pháp quyết phía sau kim quang lóe lên chân môn bảo luân hiển hiện ra trong miệng hắn lẩm bẩm thúc giục Chân ngôn bảo luân ông ông xoay tròn, mặt ngoài thời gian đạo văn tách ra vạn đạo kim quang. Trung tâm khu vực bảo luân hiện ra một kim sắc quang đoàn chói mắt, mặt ngoài kim quang tràn đầy, lập lòe bất định, lập tức hóa thành một con mắt kim sắc dựng thẳng, nhìn về phía tinh hạt thời gian. Lộng một tiếng vang nhỏ, tinh hạt vỡ vụn, một luồng tơ vàng từ đó bay ra, bay vào trong con mắt kim sắc dựng thẳng. Thân hình Hàn lập chấn động mạnh, như gặp phải trọng kích. Chân ngôn bảo luân lập tức chấn động, tán phát ra đạo đạo kim quang. Một lát sau, trên bảo luân hiện ra một đoàn bạch quang chói mắt, lập tức hóa thành một đoàn thời gian đạo văn hơi mờ. Hàn lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Quả nhiên như hắn sở liệu, có thể tiếp tục dùng tinh hạt để gia tăng thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân. Hắn thu hồi chân ngôn bảo luân, giao trưởng thiên bình cho cử viên khôi lỗi, để cho nó cầm đi ra ngoài tiếp tục ngưng tụ lục dịch. Thời gian đạo văn trên bảo luân càng nhiều, uy lực của nó tự nhiên càng lớn. Hàn lập hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, khôi phục tiên linh lực mất đi do ngưng tụ tinh hạt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hai mươi mấy năm. Trong động phủ, trên thân hàn lập tản mát ra kim quang chói mắt, chân ngôn bảo luân sau lưng hắn chuyển động nhanh, tản mát ra từng vòng gợn sóng kim sắc nhàn nhạt, nhạt, làm cả tòa động phủ nổi bật lên kim quang sáng chói. Phía trên bảo luân, rậm rạp chẳng chỉ từng vòng thời gian đạo văn rất đẹp mắt, có. Trường 360 đoàn, những năm gần đây, Hắn không ngừng sử dụng tinh hạt gia tăng thời gian đạo văn, bất quá giống như chân tiên trung kỳ lúc trước, sau khi thời gian đạo văn gia tăng đến 360 đoàn liền đạt đến cực hạn, không cách nào gia tăng được nữa. Tay Hàn lập thúc dục pháp quyết, vô số gợn sóng kim sắc hiển hiện ra, khuếch tán ra chung quanh. Gợn sóng kim sắc so với trước sáng hơn nhiều, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Trong phạm vi bao phủ của gợn sóng, hết thảy dường như bất động. Không khí đình chỉ lưu động thiên địa linh khí cũng không hề chấn động mảy may, hết thảy tựa hồ bị đông lại. Hàn lập cảm thụ biến hóa chung quanh, gật đầu nhẹ. Giờ phút này, trong phạm vi gợn sóng kim sắc, thời gian lưu động chậm chạp lần nữa tăng lên nhiều, hắn đoán không sai biệt lắm chỉ hoãn cỡ 3.000 lần. Hắn vung một tay lên, chân ngôn bảo luân tản mát ra kim quang tiêu tán ra, dung nhập vào cơ thể. Thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân gia tăng lên, thi triển thần thông này tiêu hao tiên linh lực cũng theo đó tăng lên nhiều, dùng tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn lúc này cũng phải cố hết sức. Hàn lập thở nhẹ một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân gia tăng, không chỉ có uy năng lần nữa tăng nhiều, hơn nữa thời gian chi lực cũng theo đó gia tăng lên, thúc giục một chút chân ngôn bảo luân sẽ tuôn ra thời gian pháp tác chi lực khổng lồ. Dùng thời gian chi lực phong phú trên chân ngôn bảo luân, có lẽ không cần mượn nhờ đạo đan, cũng có thể tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Nghĩ đến đây, hắn lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, lần nữa nhắm mắt lại. Gần nửa ngày sau, âm âm, hư không ở trong mật thất hắn bế quan chấn động lên, mặc dù cách cấm chế một khoảng cách cũng mơ hồ chứng kiến từng đạo kim quang từ chỗ sâu trong tản mát ra thời gian chi lực chấn động cường đại. Vào thời khắc này, kim quang trên đại môn thạch thất giải đạo nhân bế quan cách đó không xa chấp liên tục. Âm âm một tiếng trầm đục vang lên, đại môn từ từ mở ra. Giải đạo nhân từ bên trong chậm rãi đi ra, toàn thân lượn lờ từng đạo kim sắc lôi quang hết sức nhỏ, phảng phất như tràng một tầng kim sắc xa y. Kim sắc sa y bao phủ, thân thể gã thoạt nhìn như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời dung nhập vào hư không biến mất không thấy nữa. Ánh mắt của gã nhìn về phía trong động phủ, rất nhanh rơi vào mật thất bế quan của Hàn Lập, gã đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó quay người đi trở về thạch thất của mình. Mấy ngày sau, dị tượng trong mật thất Hàn Lập tiêu tán ra, toàn bộ chấn động đều biến mất. Bên trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi ở đó, quần áo bị nghiền nát, trên người ẩn hiện vết máu sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng lần này tiếp tục thử lại giống như mấy lần trước tiếp tục thất bại tựa hồ ở bên trong có lực lượng nào đó gây cản trở hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hàn lập cau mày hai tay bấm niệm pháp quyết thanh quang bên ngoài thân nhộn nhạo một hồi vết máu trên người lập tức biến mất hắn lấy ra một cái áo mới tinh mang vào lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào nhắm mắt vận công luyện hóa dược lực gần nửa ngày sau sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường Hàn lập mở to mắt, lặng lặng ngồi đó, mắt nhìn về phía trước. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài, xem ra không có đạo đan, muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc thật sự là không có khả năng. Ánh mắt hắn rất nhanh trở nên kiên định, lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh đeo lên, tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục cấm chế, xem qua nhiều khu vực nhiệm vụ trong minh. Ánh mắt hàn lập quét nhìn một chút, sắc mặt vốn đang vui vẻ, bất quá nét tươi cười lập tức biến mất. Nhiệm vụ tuyên bố lúc trước đã có người trả lời rồi, bất quá lại không phải là thông tin về lỗ ngưng thảo, mà là nhiệm vụ phân biệt khối đá màu đen kia. Hàn lập lắc đầu, nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết, điểm vào nhiệm vụ kia. Tuy không phải là thông tin đang chờ đợi nhất là tìm kiếm lỗ ngưng thảo, bất quá hắn cũng rất hiếu kỳ với khối đá kia. Bữa nay văn tự nhiệm vụ hiện ra một tầng sáng xanh rực rỡ, một sáng một tối chấp động nhẹ nhàng. Đợi chừng một khắc, hào quanh trên văn tự nhiệm vụ sáng ngời, phóng một nhúm thanh quang ra phía mật thất. Thanh quang rơi xuống, một bóng người mang mặt nạ đầu rồng màu hồng đỏ thấm dần dần hiển hiện ra, trên mặt nạ dùng một ký tự cổ quái khác một số ba. Hàn Lập nhìn thấy người này, sắc mặt khẽ giật mình, bất quá nhờ mặt nạ nên cũng không biểu hiện ra ngoài. Cái mặt nạ này hắn phi thường ấn tượng khắc sâu, chính là mặt nạ giao tam năm đó. Chương 360, gom góp, vị đạo hữu này, hữu lễ, giao tam chắp tay thi lễ một cái, nghe thanh âm giống như đúc năm đó, đúng là giao tam không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn không hiểu sao đối phương lại nói chuyện khách khí như thế trong lòng hàn lập có chút kỳ quái nhưng không biểu hiện ra ngoài đáp lễ lại rồi nói các hạ tiếp nhiệm vụ này của ta hẳn là nhận ra vật ấy hôm nay hắn không dùng thân phận giao thập ngũ mà là hạ thập nhất tại vô thường minh lúc nói chuyện lại tận lực cải biến giọng nói cũng không sợ bị đối phương nghe ra đầu mối gì ta tiếp nhiệm vụ này tự nhiên nhận ra vật ấy bất quá tại hạ có một nghi hoặc có phải đạo hữu đang ở tại hắc phong hải vực Ánh mắt sao tam tựa hồ lóe lên một cái, hỏi một câu không liên quan. Hàn lập khẽ giật mình, trong nội tâm hơi cảnh giác, không có trả lời. Đạo hữu chớ hiểu lầm, các khu vực vốn bất đồng, mặc dù là cùng một loại khoáng thạch, cũng có chút đặc thù, cho nên mới hỏi câu này. Sao tam cười nói, không tệ, hàn lập hơi trần chờ, gật đầu nói, đúng là vậy rồi, thạch này tên là Mạc Ngọc Tinh, nhiều năm trước ta từng thấy qua ở Hắc Phong Hải Vực. Mạc Ngọc Tinh này cực kỳ cứng rắn, cho dù dùng hậu thiên tiên khí công kích trực tiếp cũng không cách nào phá hủy được, hơn nữa trong đó ẩn chứa một loại nguyên lực kỳ lạ, có khả năng ăn mòn cực mạnh, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế tiên khí âm thuộc tính. Tiên khí âm thuộc tính bình thường nếu trộn lẫn vào một ít mạc ngọc tinh, không chỉ có thể gia tăng hiệu quả ăn mòn, mà độ cứng rắn cũng sẽ tăng nhiều, đạo hữu nếu cầm lấy đi trao đổi cùng một ít tu sĩ tu luyện công pháp âm thuộc tính, khẳng định bọn hắn nguyện táng ra bại sản cũng muốn đổi lấy bảo vật này. Giao Tam cười nói, giải thích một hồi, đa tạ đạo hiếu giải thích nghi hoặc thù lao tại hạ sẽ trả cho ngươi ngay lập tức hàn lập nghe xong trong nội tâm khẽ động gật đầu nói giá trị vật ấy lại to lớn như thế ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn rồi chuyện thù lao không vội tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hiếu nhãn thần giao tam lóe lên chợt nói a à, đạo hiếu có chuyện mời nói thần sắc hàn lập không đổi xin hỏi đạo hiếu mặc ngọc tinh này có được từ chỗ nào giao tam trực tiếp hỏi các hạ hỏi chuyện này để làm gì hàn lập có chút ngoài ý muốn nói thực không dám giấu giếm mặc ngọc tinh này chính là bảo vật tại hạ khao khát đã lâu bất quá nhu cầu cần nhiều đạo hữu nếu có thể cáo chi lai lịch vật ấy thù lao nhiệm vụ nho nhỏ này không nói tại hạ tất nhiên còn có thâm tạ giao tam lần nữa ôm quyền hướng hàn lập lời nói thập phần thành khẩn thâm tạ thì không cần lai lịch vật ấy liên quan đến một ít chuyện riêng của ta không tiện hỗ trợ thôi hãy để ta trả ngươi thù lao nhiệm vụ này a à. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, cuối cùng lắc đầu nói ra. Khẩu khí đối phương tuy thành khẩn, bất quá hắn cảm giác được đối phương nói không thực, khả năng che giấu chuyện trọng yếu. Chậm đã, không dối gạt đạo hiếu, việc này đối với tại hạ thật sự phi thường trọng yếu, kính xin đạo hiếu nghìn vạn lần hỗ trợ, tại hạ nguyện ý ra giá 300 tiên nguyên thạch mua tin tức này. Giao tam lần nữa chắp tay, Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm kinh ngạc, mặc ngọc tinh này đúng là chân quý, ra giá 300 tiên nguyên thạch chỉ để mua một tin tức cũng quá mức xa xỉ a. À. Chẳng lẽ thật sự như mình nghĩ, việc này có nội tình khác. Thật có lỗi, lai lịch vật ấy, xin thứ cho tại hạ không thể hỗ trợ, các hạ chớ có dây dưa. Tại hạ còn có chuyện cần phải xử lý, hôm nay liền nói đến đây a. À. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lắc đầu nói ra. Nói xong, tay hắn bấm niệm pháp quyết, liền muốn ngừng cuộc nói chuyện. Hắn thầm nghĩ, hiện tại cần yên tĩnh tu luyện, không muốn vì một ít tiên nguyên thạch mà bị cuốn vào phiền toái bên trong gì đó lúc đó cái được không bù đủ cái mất. Đạo hữu xin chờ một chút, ta nhìn thấy các hạ ban bố nhiệm vụ tìm kiếm lộ ngưng thảo trong vô thường minh, vật ấy trong tay tại hạ vừa vặn có một cây, ta dùng nó đổi lấy tin tức mặc ngọc tinh, như thế nào? Trong mắt giao tam khẩn trương, lập tức nói ra, người có lộ ngưng thảo, động tác hàn lập ngừng một chút, ánh mắt lộ ra nét sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa vặn có một cây, linh dược 10 vạn năm, có lẽ đủ cho các hạ sử dụng. Giao tam thấy thần sắc hàn lập, trong nội tâm tựa hồ an định lại, vừa cười vừa nói. Hàn lập cúi đầu im lặng không nói, tựa hồ vẫn còn do dự. Đương nhiên, lỗ ngưng thảo tuy chân quý, nhưng cũng không phải bảo vật tuyệt đỉnh. Như vậy đi, tại hạ thêm 200 tiên nguyên thạch, đổi lấy tin tức mạc ngọc tinh, như thế nào? Giao tam tăng giá lần nữa, hàn lập có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu. mạc ngọc tinh này bất quá là hắn ngẫu nhiên có được, lai lịch vật ấy cũng rất đơn giản. Lúc trước hắn tự tuyệt là bởi vì không muốn gây phiền toái, giao tam xuất ra lộ ngưng thảo trao đổi, trong lòng của hắn cơ hồ không trần chờ chút nào, đã quyết định đáp ứng. Bất quá là hắn đang suy nghĩ một chút về sự tình luyện chế đạo đan, không nghĩ đơn giản như thế liền có thêm 200 tiên nguyên thạch. Các hạ đã khẳng khái như thế, tại hạ nếu còn không đáp ứng, cũng quá bất cận nhân tình rồi. Hàn lập khẽ mỉm cười nói, đa tạ đạo hiếu, giao tam nghe vậy vui vẻ, tay liền bấm niệm pháp quyết. Trước người hàn lập, màn sáng thanh sắc hơi chấp động, ở trung tâm màn sáng vòng xoáy hiện ra vô số phù văn thanh sắc, ngưng tụ thành một cái pháp trận truyền tống. Lưu quang lóe lên, pháp trận trống không bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Hàn Lập cũng không khách khí, cầm lấy chiếc nhẫn, thần thức chui vào trong đó. Hắn cũng không có lập tức dò xét đồ vật bên trong, mà kiểm tra tỉ mỉ chữ vật giới, không phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới kiểm tra đồ vật bên trong, là một đống nhỏ tiên nguyên thạch cùng một cái hộp ngọc màu xanh. Đúng là 200 miếng tiên nguyên thạch hộp ngọc thì dài hơn thước mặt ngoài dán mấy chương phù lục màu xanh tay hàn lập điểm hộp ngọc màu xanh xuất hiện ở trong tay tản mát ra một cỗ quang huy màu xanh nhu hòa hắn liếc nhìn hộp ngọc lập tức nhận ra chất liệu hộp ngọc này là một loại linh ngọc thượng phẩm tên là thanh linh cao ngọc thích hợp nhất bảo tồn các loại linh thảo linh dược tay hàn lập bấm niệm pháp quyết nhẹ nhàng xé mấy chương phù lục mở nắp hộp ra một mùi thơm ngát mang theo hàn ý xông tới trong hộp là một cây linh thảo màu xanh Phiến lá có màu bích lục như ngọc, rễ cây có màu ngà sữa. Mặt ngoài phiến lá bích lục hiện ra từng điểm màu trắng, thoạt nhìn phảng phất như giọt sương. Thoạt nhìn, không ngờ toàn thân linh dược này tản mát ra linh khí chấn động mãnh liệt. Không khí chung quanh rất nhanh hiện ra mảng sương mù màu trắng, trong sương mù hiện ra giọt nước óng ánh. Con mắt Hàn Lập sáng lên, linh dược này đúng là ngưng lộ thảo mà hắn mong nhớ ngày đêm, xem phẩm chất thì không dưới 10 vạn năm. Hơn nữa rễ cây linh dược này đều đủ, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng không tệ hắn ngẩng đầu nhìn giao tam gật đầu nói tại hạ đã hứa hẹn với đạo hữu những vật này sao lại kém được giao tam cười nói hàn lập đậy nắp xong thu hộp ngọc vào nói ra lai lịch mặc ngọc tinh này kỳ thật nhắc tới cũng rất đơn giản là tại hạ nhặt được một nơi tại hắc phong hải vực a à, cụ thể nơi nào đạo hữu còn nhớ rõ chứ con mắt giao tam tựa hồ sáng lên một cái lập tức truy vấn để cho ta suy nghĩ một chút nếu ta nhớ không lầm tựa hồ là tại một địa phương phụ cận Hồng Nguyệt Đảo. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói như thế, Hồng Nguyệt Đảo, Giao Tam nghe vậy tựa hồ ngơ ngác một chút, lập tức thì thào tự nói một tiếng, con mắt dưới mặt nạ dần dần phát sáng lên. Đạo hiểu, hẳn là chỗ đó không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập nhìn Giao Tam, hỏi, không có, chỉ là ta đã từng đi qua chỗ đó, Hồng Nguyệt Đảo kia có chút cằn cối, không thể tưởng được phụ cận vùng biển này lại có thần vật mặc ngọc tinh, ta nhất thời thất thần. Giao Tam vội vàng cười nói, thì ra là thế, năm đó ta nhặt được khối mặc ngọc tinh này, về sau cũng từng tìm kiếm ở khu vực phụ cận, bất quá cũng không có tìm được khối nào khác, đạo hữu nếu đến đó tìm kiếm, chỉ sợ cơ hội không lớn, ta chỉ có thể cầu chúc đạo hữu gặp vận may thôi. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói ra, đa tả cát ngôn của đạo hữu. Giao Tam chắp tay, hai người rãnh rỗi nói thêm vài câu, sau đó chấm dứt. Hàn Lập lấy mặt nạ xuống, đứng lên, trầm ngâm không nói. Từ lời nói cử chỉ của Giao Tam vừa rồi, xem ra khối mặt ngọc tinh này tất có nội tình khác, chỉ sợ cùng Hồng Nguyệt Đảo kia có chút liên quan không muốn người biết. Hàn Lập nhớ lại tình hình năm đó đi Hồng Nguyệt Đảo chấp hành nhiệm vụ, ý đồ từ đó tìm ra một điểm đầu mối. Một lát sau, hắn tự diễu cười cười, hít sâu một hơi, phất tay bấm niệm pháp quyết. Đại môn mật thất oanh một tiếng mở ra, hắn cất bước đi vào, rất nhanh đã đến dược viên. Ngưng lộ thảo mặc dù có rồi, hơn nữa năm tuổi cũng đầy đủ, bất quá một cây hơi có chút thiếu. Dù sao luyện chế đạo đan không có khả năng thoáng một phát liền thành công, nhất định sẽ thất bại nhiều lần, phải chuẩn bị nhiều mấy phần tài liệu. Những năm này, hắn đã sớm chuẩn vạn toàn, tài liệu khác có thể thúc thì hắn cũng đã thúc ra vài phần, hôm nay chỉ kém lộ ngưng thảo này thôi. Hắn đi vào một chỗ hẻo lánh ở dược viên, phất tay lấy ra một ít linh thổ linh dịch, rất nhanh hòa ra một mảnh linh địa mới, hơn nữa còn bày ra cấm chế chung quanh. Hàn lập cẩn thận lấy ra lộ ngưng thảo, gieo trồng nó xuống, bận rộn gần nửa ngày mới đứng lên. Nhìn linh thảo này, trên mặt hắn lộ ra nét tươi cười, lấy trưởng thiên bình ra giao cho cử viên khôi lỗi đang đứng ở một bên, phân phó thời gian tới, toàn bộ lục dịch đều dùng để thúc linh thảo này. cự viên khôi lỗi cứng ngắc gật đầu nhẹ, hàn lập lại liếc nhìn lỗ ngưng thảo, lúc này mới quay người ly khai dược viên. Hắn vừa đi ra vài bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách không xa phía trước, một hoàng bào nam tử đang đứng ở đó, đúng là giải đạo nhân giải đạo hiếu người xuất quan khi nào vậy hàn lập ninh đón hỏi vừa xuất quan được mấy ngày lại thấy người đang tu luyện trong mật thất liền không dám tới quấy giày giải đạo nhân nói ra hàn lập gật đầu nhẹ lại nhìn do xét giải đạo nhân nói xem bộ dạng giải đạo hiếu lần này bế quan thu hoạch không nhỏ a à? chỉ là nhớ lại một hai chủng bí thuật mà thôi tu luyện thời gian mấy trăm năm cuối cùng có chút thành tựu giải đạo nhân nói ra vậy chúc mừng giải đạo hữu rồi hàn lập cười nói việc này còn nhờ đạo hữu cung cấp tiên nguyên thạch rồi. Những năm này bế quan, tiên nguyên thạch trên người cũng đã tiêu hết sạch. Giải đạo nhân mở miệng nói ra, Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ cười khổ. Lần trước hắn cho giải đạo nhân hơn một nghìn tiên nguyên thạch, nhanh như thế đã dùng hết. Nếu hắn không đánh chết mấy người đào vũ, lấy được một số tiền của phi nghĩa, thật đúng là nuôi không nổi tên này rồi. Hàn Lập lật tay lấy ra một cái chữ vật pháp khí đưa tới, nói trong này là một nghìn tiên nguyên thạch, đạo hữu cần phải tính toán sử dụng. Nơi này là Hắc Phong Hải vực, cũng không dễ thu thập tiên nguyên thạch. Giải đạo nhân đờ đẫn gật đầu nhẹ, cũng không biết là hiểu hay không, quay người lại đi trở về mật thất, oanh một tiếng đóng cửa phòng lại. Một lát sau, một hồi lôi điện chấn động xuyên thấu cấm chế chung quanh mật thất truyền ra. Hàn Lập thấy cảnh này, lại cười khổ một tiếng, nhìn một hồi, lắc đầu, cũng đi vào mật thất của mình. Chương 361, Đan Kiếp. Lúc này, phía ngoài cách động phủ của Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm trong một không gian u ám phía dưới mặt đất, một thân ảnh mặc áo bảo màu cho đang ngồi khoanh chân, trên mặt đeo một tấm mặt nạ hình đầu rồng màu đỏ thấm, phía trên có viết một chữ tam. Người này không phải ai khác, chính là giao tam vừa mới tiến hành giao dịch cùng với Hàn Lập ở Vô Thường Minh. Sau khi ngồi ngây ngốc một lúc, nàng đứng dậy, quay người tiến đến một trong mấy cái thông đạo nối với không gian này. Đi dọc theo cái thông đạo không chút ánh sáng dưới lòng đất không biết bao lâu sau, phía trước chợt bừng sáng, một cái động quật có không gian lớn đến mấy chục trượng xuất hiện trước mặt, ở phía cuối nơi này, có một cái cửa bằng đá bị màn sáng màu bạc nhạt che chắn. Giao tam không chút do so dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm nói, màn sáng màu bạc nhạt chờ tách ra một lối đi. Lúc này nàng mới đẩy cửa đi vào bên trong, bên trong cửa là một mật thất hình tròn lớn chừng khoảng 20 trượng, ngoại trừ một bộ bàn ghế bằng đá ra thì cũng không có thêm vật gì khác. Một lão già đang mặc áo choàng màu đen đang ngồi trên ghế đá, trên tay là một ly linh trà. Nước trà không ngờ lại màu đỏ như máu, mùi hương thơm nát tỏa ra cũng nồng đậm vị huyết tinh. Lão già mặt ưng lông mày trắng, cái mũi cong cong, giống hệt mỏ chim ưng, hai đồng tử màu vàng nhạt phát ra ánh sáng lạnh như băng. Giao Tam liếc nhìn chén trà trong tay lão già lông mày trắng, trong mắt toát lên một tia chán ghét nhưng lại biến mất ngay lập tức. Như thế nào, trông thấy Giao Tam xuất hiện, lão già cũng đặt chén trà trên tay xuống, mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, giống như hai khối kim loại va chạm với nhau khiến cho người nghe cảm thấy rợn rợn trong lòng là lấy được ở gần hồng nguyệt đảo Giao tam ngồi xuống bên cạnh lão già mở miệng trả lời không nguyệt đảo không phải năm đó ngươi đã từng đến đấy tìm kiếm một lần rồi hay sao hai hàng lông mày trắng của lão già khẽ động dường như có chút không ngờ đến hỏi lại lần đó tuy rằng ta mượn danh nghĩa của vô thường minh để che giấu hành động nhưng cũng không thể chắc chắn là không bị phát hiện từ trước sau đó tận lực thu liễm rồi đánh lừa chúng ta Giao tam lạnh lùng nói Lão già nghe vậy cũng không nói thêm gì, ngón tay khẽ khẳng gõ nhẹ trên mặt bàn, chẳng hiểu đang suy nghĩ điều gì. Lão già không nói, giao tam cũng không nói thêm gì nữa. Chuyện lần này, người thấy thế nào? Có phải lại là mê hồn trận của Hắc Phong đảo hay không? Một lúc lâu sau lão già mới mở miệng hỏi, có lẽ là không, nếu việc này là do Hắc Phong đảo sắp đặt, thì chắc bọn chúng cũng không sắp đặt lại ở Hồng Nguyệt đảo nữa đâu. Giao tam trầm ngâm một lát rồi nói, nói cũng đúng, nếu vậy thì chúng ta loại bỏ phương viên trăm dặm xung quanh Hồng Nguyệt Đảo, rồi vẫn tiếp tục làm theo kế hoạch đã định ra. Lão già nói, Giao Tam nhẹ gật đầu, Lão già đứng dậy, rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Giao Tam nhìn thân ảnh kia biến mất rồi cũng chậm rãi đứng lên, tháo mặt nạ xuống sau đó đi ra bên ngoài. Bóng lưng nàng biến ảo một hồi, ánh sáng mở ảo lóe lên một cái sau đó trượt hiện ra rõ ràng, hóa ra một thân ảnh thước tha mềm mại, áo bào màu xám trên người cũng biến thành một chiếc váy dài màu hồng nàng bước đi giống như một ngọn lửa màu hồng nhẹ nhàng như gió. Thân ảnh của Giao Tam rất nhanh tiến ra bên ngoài, dần dần sáp nhập vào trong không gian u ám kia. Thời gian thấm thoát trôi đi, nháy mắt đã hơn 10 năm. Bên trong dược viên, Hàn Lập phất tay phát ra một tia sáng màu xanh, cẩn thận thu lấy một cây lộ ngưng thảo cao hơn một xích vào bên trong hộp ngọc. Đây là gốc lộ ngưng thảo thứ ba mà hắn đã thúc giục được. Hàn Lập phất tay thu hồi hộp ngọc, quay người đi ra khỏi dược viên, nhưng lại không đi về phía mật thất mà lại rất nhanh đi ra ngoài động phủ. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện phía trên không trung của hòn đảo. Hàn lập lật tay lấy ra mấy cái trận bàn có màu sắc khác nhau, miệng lẩm bẩm vài câu, tay bấm pháp quyết điểm một cái. Mấy cái trận bàn lập tức phát ra ánh sáng nhiều màu sắc, sau đó hóa thành mấy đạo ánh sáng bay xuống phía dưới. Ầm ầm, không gian xung quanh động phủ đột nhiên phát ra ánh sáng chớp động, một màn sáng màu vàng dày đặc hiện lên mây mù màu vàng cuồn cuộn bao phủ toàn bộ động phủ vào bên trong bên ngoài hòn đảo càng là vang lên một tiếng trầm đục vô số đạo ánh sáng màu lam xuất hiện trên biển hình thành một màn sáng hình bán cầu màu lam bên ngoài có các loại phù văn lớn nhỏ không đều chấp động bao phủ trọn vẹn cả tòa đảo nhỏ vào bên trong hàn lập mở miệng lẩm bẩm vài câu tay bấm pháp quyết mấy đạo ánh sáng màu lam bay xuống chui vào bên trong màn sáng phía trên màn sáng màu lam lại xuất hiện từng gợn nước bập bềnh cả màn sáng cùng với đảo nhỏ phía dưới chợt biến mất vô tung nhìn trước mặt chỉ còn mỗi vạn sóng dồn dập vỗ trên mặt biển hàn lập thấy vậy nhẹ gật đầu hài lòng mấy đạo cấm chế này là do hắn tự mình cải biến trong mấy năm nay hiện tại cho dù là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ đến đây trong thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ được tầng cấm chế ẩn nấp ngoài cùng thì là do hắn tìm được điển tịch bên trong pháp khí chữ vật của đào vũ càng thêm huyền diệu cho dù là kim tiên sơ kỳ dùng thần thức tận lực dò xét cũng chưa chắc phát hiện ra đảo nhỏ đang ẩn nấp này sau khi làm xong, lúc này Hàn Lập mới xoay người hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh bay về phía xa. Mấy ngày sau, thân hình của hắn đang đứng trên không trung của một mảnh hải vực tràn đầy sóng dữ. Đây cũng là một nơi hoang vắng chẳng có mấy ai lui tới, cùng với chỗ hắn chọn làm động phủ tạm thời lúc trước cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua là động phủ kia ở hướng tây bắc của Hắc Phong hải vực, còn nơi này lại ở hướng tây nam. Thân thức của hắn tràn ra, thân hình nhoáng lên một cái đã bay về một phía sau tích tắc đã hạ xuống bên trên một hòn đảo đảo này có diện tích không lớn không đủ trăm dặm phía trên là một tòa núi màu xám khắp nơi đều là đá màu xám cùng bùn đất ít có cây cỏ trông cực kỳ hoang vu hàn lập ngắm nhìn một vòng sau đó điểm điểm ngón tay từng đạo kiếm khí bắn ra chém vào giữa sườn núi của ngọn núi màu xám từng khối đá rơi như mưa nhưng rất nhanh chóng đã tạo thành một cái động phủ đơn sơ hàn lập bay vụt vào bên trong động phủ sau đó vung tay áo lên bắn ra các loại trận kỳ có ánh sáng mịt mờ, khoảng chừng mấy trăm cái. Miệng hắn lẩm bẩm, chỉ tay vào những trận kỳ đó. Lập tức những trận kỳ này rít lên một tiếng, hóa thành từng đạo ánh sáng, bắn ra bay về khắp nơi bên trong động phủ rồi biến mất không còn bóng dáng. Mấy tầng màn sáng cấm chế hiện ra luân chuyển không ngừng, bao phủ trọn vẹn động phủ, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Ánh sáng đan vào nhau chấp động liên tục sau đó dung nhập vào hư không không còn thấy gì nữa. Sau khi làm xong, hắn mới khoanh chân ngồi xuống tay áo run lên bắn ra một đạo lôi quang thân ảnh giải đạo nhân hiện ra giải đạo hữu tuy rằng khả năng có người khác xuất hiện ở nơi này là rất nhỏ nhưng để phòng ngừa vạn nhất tốt hơn hết là ngươi giúp ta hộ pháp trong lúc bế quan một chút nếu thực có người nào xông đến đây thì hết sức ngăn cản lại trước giúp ta hàn lập trầm giọng nói yên tâm trừ phi có tồn tại vượt xa kim tiên cảnh xuất hiện nếu không thì ta sẽ ngăn lại giải đạo nhân nhẹ gật đầu trên người xuất hiện một tầng lôi quang màu vàng sau đó thân hình dung nhập vào hư không không còn tung tích hàn lập thấy vậy tuy trên mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng cảm thấy kinh hãi bởi vì đột nhiên thần trí của hắn không thể nào cảm ứng được vị trí của giải đạo nhân hắn suy nghĩ một chút sau đó âm thầm vận chuyển luyện thần thuật một cỗ thần thức khổng lồ tràn ra lúc này mới mơ hồ cảm giác được có một chút lôi điện chấn động như ẩn như hiện ở hư không bên cạnh tia lôi điện này chấn động cực kỳ yếu ớt nếu không phải thần thức của hắn khổng lồ lại vận chuyển luyện thần thuật thì căn bản không thể nào phát hiện ra. Hàn Lập âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lắc đầu, gác lại chuyện này sang một bên. Sở dĩ hắn chú ý cẩn thận như vậy, lại lựa chọn động phủ tạm thời khác, bố trí cấm chế dày đặc, bởi vì việc tiếp theo của hắn chính là luyện chế đạo đan. Mà căn cứ vào điển tịch ghi chép, thời điểm đạo đan thành hình có thể sẽ xuất hiện đan kiếp trong truyền thuyết. Theo như điển tịch ghi chép, cái gọi là đan kiếp này chính là vì mỗi một chủng đạo đan đều tương ứng ẩn chứa một loại lực lượng pháp tắc có chút chạm đến, thậm chí là cả siêu thoát thiên địa pháp tắc của thế giới này. Thế nên sẽ bị lực lượng giao diện khiển trách, dẫn đến đánh xuống đan kiếp để ngăn cản đan này được tạo ra. Mà một khi đan kiếp đã hình thành thì động tính cực kỳ lớn, tục truyền còn hơn cả lôi kiếp. Mặc dù nơi đây vắng vẻ, nhưng cũng khó mà đảm bảo sẽ không đưa tới một vài người. Động phủ hiện tại của hắn tuy rằng cũng không khác gì, nhưng việc di rời dược viên thì lại có chút phiền toái, cho nên hắn mới quyết định rời đến chỗ này luyện đan dù sao chỗ này mà có bị người khác phát hiện thì cũng có giải đạo nhân giúp đỡ hòa hoãn thời gian thoải mái cho hắn thong dong chạy đi hàn lập thở nhẹ một hơi nhắm mắt tính tọa người không nhúc nhích thời gian chậm rãi trôi qua trọn vẹn qua ba ngày ba đêm lúc này hắn mới mở mắt rồi vung tay lên một cái lò đan màu bạc xuất hiện cũng ngay lập tức một tia sáng màu bạc từ tay hắn phát ra bay xuống dưới đáy lò đan hóa thành một đoàn hỏa diễm màu bạc trong ngọn lửa ẩn ẩn một ngân sắc tiểu nhân cánh tay hắn vung lên liên tục từng loại tài liệu phóng xuất ra chiếm hết diện tích mật thất. Cùng lúc đó trong đầu hắn cũng vài lần hồi tưởng lại quá trình luyện chế đạo đan vốn dĩ đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Xác nhận không còn sai sót, hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Oanh, hỏa diễm màu bạc dưới đáy lò đan bỗng nhiên bùng cháy, rất nhanh làm cho lò đan nóng rực. Một tay hàn lập khẽ động, một tinh hạt màu trắng hiện ra bay vào bên trong lò đan, chính là thời gian tinh hạt. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, mặt ngoài của tinh hạt màu trắng dần dần bị hòa tan trở nên mượt mà